Bây giờ cô cho mình cùng nhau bước vào ví dụ cuối cùng, ví dụ số 4. Nội dung của ví dụ số 4 như sau. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Vẽ đường tròn tâm O trước nhé, không ai vẽ tam giác trước rồi đến khi mò đường tròn nó hơi bị lâu đúng không ạ? Các bạn để ý hộ cô. Vẽ đường tròn tâm O, sau đó lấy ba đỉnh ABC trên đường tròn tâm O ta nối nào. Thứ hai là các bạn cố gắng làm sao đừng vẽ tam giác ABC rơi vào trường hợp đặc biệt. Các bạn nhớ nhé. Được chưa nhỉ? Vẽ tam giác ABC. Cứ vẽ tam giác nhọn, một cạnh ngắn, một cạnh dài giúp cô nhé. Điểm D không thuộc đoạn thẳng BC. Điểm D nằm ngoài đó. Đó, ngoài đoạn thẳng BC. Tức là lấy điểm D nằm ngoài đường tròn tâm O và không thuộc đoạn thẳng BC. Lấy sao cho DA bình bằng DB nhân với DC. Đề bài yêu cầu chứng minh DA là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Cô Loan xin phép nhắc lại nội dung của cả đề bài. Đó là gì ạ? Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Có thể là nói là trên tia đối của tia BC lấy điểm D, hoặc là nói là lấy điểm D, được chưa? Không thuộc đoạn BC, tức là lấy điểm D sang phía bên này đều được hết. Được chưa nhỉ? Sau đó lấy điểm D thỏa mãn điều kiện là DA bình bằng DB nhân với DC. Bài toán yêu cầu chứng minh DA là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Vậy bây giờ ta sẽ có thêm một cách để chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn. Đó là gì ạ? Nếu DA là tiếp tuyến của đường tròn đường tâm O và DBC là cát tuyến, nội dung của bài số 1, đúng không ạ? Ví dụ 1, thì luôn luôn chứng minh được DA bình bằng DB nhân với DC. Ngược lại, nếu chúng mình chứng minh được DA bình bằng DB nhân với DC, thì chúng mình cũng chứng minh được là DA là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Nhớ chưa? Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Cô ký hiệu ở đây ta đặt là đường tròn tâm O. Thế các bạn nhớ rằng là DA bình bằng DB nhân DC. Phải chứng minh DA là tiếp tuyến, không được phép thừa nhận. Nhớ nhé, cô Loan nhắc lại. Nếu DA là tiếp tuyến của đường tròn tâm O và DBC là cát tuyến, thì chúng mình luôn luôn chứng minh được, đó là bài toán xuôi, là DA bình bằng DB nhân với DC. Khá là nhẹ nhàng. Nhưng bài toán ngược là khó hơn một chút. Tức là có DA bình bằng DB nhân với DC, chúng mình đi chứng minh DA là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Được chưa nhỉ? Thế bây giờ để chứng minh DA là tiếp tuyến của đường tròn, thế thì bạn xem lại phần lý thuyết của đường thẳng là tiếp tuyến. Một đường thẳng nó là tiếp tuyến của đường tròn khi nó vuông góc với bán kính tại đâu? Tại tiếp điểm, đúng không ạ? Vậy bây giờ ta đi chứng minh cho DA vuông góc với OA tại A luôn, vì A chính là tiếp điểm. Được chưa? Vấn đề bài toán ở đây là ta đi cần chứng minh. Vậy cô trò mình cùng nhau đi phân tích một chút xíu nhé. Bây giờ đề bài cho là DA bình bằng DB nhân với DC. Thế thì từ DA bình bằng DB nhân với DC thì ta sẽ thiết lập được một cái tỷ số, đúng không ạ? Tỷ số là gì ạ? DA trên DC thì bằng DB, đúng không ạ? Đây, cô viết cụ thể ra nhé. Ta có này, DA bình bằng DB nhân với DC, đúng không ạ? Đề bài đã cho rồi. Thì từ đó ta suy ra được là DA trên gì ạ? Trên DB, đúng không? Bằng, nhân chéo nào. Thì đây là DC trên với DA. Được chưa? Thế thì có cái tỷ số này thì ta gắn vào tam giác gì? DAB và DCA. Có hai tỷ số, hai cạnh tương ứng rồi, bằng nhau rồi. Được chưa? Cộng thêm góc D chung.
Vâng, hai tam giác này đồng dạng. Và hai tam giác đồng dạng thì các bạn được phép suy ra các cạnh tương ứng tỷ lệ và các góc tương ứng thì là bằng bằng nhau. Vậy góc DAB đúng chưa nhỉ? Góc DAB sẽ tương ứng với góc ACD. Vâng, hai góc này bằng nhau. Đúng chưa nhỉ? Đó, hai góc đấy bằng nhau. Nếu như hai góc đấy bằng nhau rồi thì sao nhỉ? À, thế thì suy ra tiếp tuyến có được không? Không được ạ, vì không có định lý nào phát biểu ngược như thế nhé. Được chưa? Góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung cùng chắn một cung là bằng nhau. Nhưng góc C này là góc nội tiếp chắn cung AB. Thế thì bạn không có cái lý thuyết nào bạn bắt buộc DA là tiếp tuyến được cả. Không được phép thừa nhận. Chứng minh cùng phải chứng minh. Thế thì các bạn lưu ý rằng là góc AOB có gì đặc biệt? Góc AOB nó lại là góc ở tâm. Đúng chưa? Góc ở tâm mà chắn cung AB. Còn góc ACB lại là góc nội tiếp cũng chắn cung AB. Vậy trong một đường tròn thì góc ở tâm bằng hai lần góc nội tiếp cùng chắn một cung. Vậy có nghĩa là ta sẽ chứng minh được góc AOB bằng hai lần góc, có ký hiệu hai lần nhé, hai lần góc C. Đúng không ạ? Mà góc C của mình thì lại bằng góc A1. Cô xin phép ký hiệu góc A1, đọc cho nó dễ luôn. Thì là góc O của mình sẽ bằng hai lần góc A1. Tiếp theo, bây giờ vấn đề là bạn phải chứng minh được góc A1 cộng với góc A2. A2 bằng bao nhiêu độ nhỉ? A1 cộng với góc A2 bằng 90 độ. Thì lúc đấy là AD với vuông góc với AO. Nhớ chưa? Thế bây giờ ta lại sử dụng tổng 3 góc trong một tam giác bằng bao nhiêu độ? Bằng 180. 180 độ. Có nghĩa là góc O này cộng với góc A2 này cộng với góc A O A B O. Sorry. Góc A2 cộng với góc O cộng với góc O B A là bằng 180 độ. Mà các bạn thấy rằng là tam giác OAB là tam giác gì? Tam giác cân tại O. Thì có nghĩa là trong tam giác cân là hai góc kề một đáy bằng nhau. Thì cô Loan sẽ lấy góc O này cộng với hai lần góc A2 bằng 180, 180 độ. Mà góc O thì lại bằng hai lần góc A1. Vậy hai lần A1 cộng với hai lần góc A2 bằng 180, 180 độ. Vậy dẫn tới là góc A1 cộng A2 bằng 90 độ. Từ đó suy ra AD vuông góc với AO tại A. Vâng, từ đó xong. Suy ra DA là tiếp tuyến của đường tròn tấm O. Được chưa nhỉ? Các bạn xem còn cách nào khác không nhỉ? Còn cách nào đi nhanh hơn không? Có thể là các bạn còn nhiều cách khác nữa đúng không? Nhưng là tạm thời là cô sẽ trình bày cách này trước nhé. Được chưa? Ta đi trình bày như sau. Vấn đề đầu tiên là ta đi chứng minh tam giác DAB đồng dạng với tam giác DCA dựa vào DA bình bằng DB nhân với DC. Ta đi chứng minh. Theo đề ra ta có gì đấy ạ? Ta có DA bình đúng không ạ? Bằng DB nhân với DC ở đâu ra? Theo giả thiết tức là đề bài cho. Và từ đó ta sẽ suy ra được là DA trên D cạnh DA. Các bạn cố gắng uốn vào tam giác DAB và D CA thì cạnh DA của mình sẽ tương ứng với cạnh DC. Ta viết đúng ngay từ đầu luôn, được chưa? DA ta lấy trên DC, được chưa nhỉ? Thì bằng DB trên D DA. Cái này thuộc phần tính chất của tỷ lệ thức, được chưa nhỉ? Đó. Vậy ở đây đủ dự kiện để xét hai tam giác vì có hai cặp cạnh tương ứng tỷ lệ.
cộng với góc xen giữa bằng nhau, đúng không ạ? Xét tam giác. Xét tam giác DAB. DAB. Và tam giác nào? DAB và tam giác DCA. DCA. Có gì ạ? Các bạn liệt kê các yếu tố ra nhé. Đó là có DA trên DC bằng với DB trên DA, chứng minh trên. Cộng thêm là góc D là góc chung. D có một góc D thôi, cô nên là ghi góc D chung. Từ ấy suy ra dẫn tới là suy ra này, tam giác DAB sẽ đồng dạng với tam giác DCA. Theo trường hợp gì các bạn ơi? Theo trường hợp cạnh, góc cạnh. Cạnh, góc, cạnh. Và dẫn tới là góc, suy ra góc A1. Được chưa nhỉ? Bằng với góc C. Hai góc tương, hai góc tương ứng. Được chưa? Đó là hai góc tương ứng. Tiếp theo, ta đi xét đường tròn tâm O. Ta tận dụng cái tam giác AOB là tam giác cân. Mặt khác, góc AOB là góc ở tâm, còn góc ACB lại là góc nội tiếp. Và hai góc này đặc biệt ở chỗ là chúng cùng chắn cung AB. Được chưa? Xét đường tròn tâm O. Xét đường tròn tâm O. Ta có gì các bạn? Có gì nhỉ? Có góc A, O, B bằng hai lần góc nào nhỉ? A, C, B. Mở ngoặc giải thích, đó là góc ở tâm bằng hai lần góc nội tiếp cùng chắn cung AB. Góc ở tâm bằng hai lần góc nội tiếp. Nội tiếp, colon xin phép viết tắt chữ nội tiếp, cùng chắn cung AB. Cùng chắn cung AB. Hoặc bạn có thể ghi là góc ở tâm và góc nội tiếp cùng chắn cung AB. Thế thôi, được chưa nhỉ? Mà góc ACB, đúng không ạ? ACB nó chính là góc C. Bằng góc A1. Bằng góc A1. Cái này ta đã chứng minh trên rồi. Vậy kết hợp lại ta sẽ suy ra góc AOB bằng hai lần góc A1. Được chưa nhỉ? Ok. Ta đi chứng minh tam giác AOB là tam giác cân để xuất hiện góc A2. Hai lần A2 cộng với góc O bằng 180. 180 độ. Vậy ta xét tam giác nào đây ạ? Xét tam giác AOB. Có gì? Có OA bằng với OB và chúng đều bằng R. Được chưa? Vậy suy ra tam giác này cân tại đâu? Cân tại O. Suy ra tam giác AOB cân tại O. Mà tam giác cân rồi thì hai góc kề một đáy bằng nhau, dẫn tới suy ra góc A2 chính là bằng góc ABO theo tính chất của tam giác cân. Được chưa? Ta sử dụng định lý tổng ba góc trong một tam giác bằng 180 độ. Ta có đánh dấu cộng tiếp theo. Ta có góc A2 cộng với góc ABO, ABO cộng với góc AOB, đúng không ạ? AOB bằng bao nhiêu độ? Bằng 180 độ theo định lý. Được chưa? Định lý. Đến đây ta xử lý tổng ba góc trong một tam giác bằng 180 độ. Thế thì góc A2 chúng mình giữ nguyên này. Chúng mình giữ nguyên góc A2. Thay góc ABO
ABO vẫn bằng góc A2. Và thay góc AOB bằng 2 lần góc A1. Được chưa? Mà góc ABO, ABO lại bằng góc A2 chứng minh trên. Góc ABO, AOB phải không ạ? AOB bằng 2 lần góc A1. Đúng không ạ? Chứng minh trên nốt. Và từ đó suy ra ta sẽ được 2 lần góc A2 cộng với 2 lần góc A1 bằng 180. 180 độ. Đến đây chúng mình đặt 2 ra ngoài thì ta sẽ được là suy ra 2 lần góc A2 cộng với góc A1 bằng 180. 180 độ. Vậy từ đó suy ra là góc A2 A1 cộng với góc A2 bằng 90. 90 độ. Mà A1 cộng A2 nó chính là góc DAO. Thấy chưa? Vậy suy ra góc DAO bằng 90. 90 độ. Và từ đấy dẫn tới AD vuông góc với AO. Được chưa? AD vuông góc với AO. Mà điểm A lại thuộc đường tròn tâm O. Mà điểm A thuộc đường tròn tâm O. Từ đấy suy ra điều gì ạ? AD chính là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Vì một đường thẳng vuông góc với bán kính tại tiếp điểm. Vậy suy ra AD là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Được chưa nhỉ? Đấy là cách thứ nhất. Cách 1. Cách 2 thì là tận dụng vẽ thêm đường phụ. Cô sẽ cung cấp thêm một cách nữa để cho các bạn nghiên cứu. Khi các bạn nhớ được cách nào thì ta trình bày theo cách đấy. Cách 1 là không phải vẽ thêm đường phụ, dành cho các bạn ưa thích tính toán nhiều. Đây là cách 1. Được chưa? Còn cách số 2 là ta dùng cho vẽ thêm đường phụ. Được chưa nhỉ? Cô sẽ vẽ thêm đường phụ, đó là vẽ tia AX là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Vẽ tia AX. Được chưa? Qua A, vẽ tia AX là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Chắc chắn AX sẽ trùng với AD. Được chưa? Vẽ tia AX. AX ở bên này cũng được nhé. Đây vẽ xuống dưới đi ạ. Vẽ tia AX để cho dễ nhìn. Đó là vẽ tia AX. Được chưa? Vẽ xuống dưới để cho nó trùng với AD, cho các bạn dễ nhìn. Được chưa nhỉ? Vẽ tia AX là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Thế thì lúc này, để vẽ thêm đường phụ xong rồi thì bạn vẫn phải thông qua là DA bình bằng DB nhân với DC. Và thao tác tương tự cho đến đâu nhỉ? Đến hai tam giác đồng dạng. Tức là vẫn phải trình bày đến đây ạ. Vẫn phải trình bày theo cách 1 từ ý đầu tiên cho đến chứng minh được góc A1 bằng với góc C. Nhớ chưa? Thế thì ở đây là cách 2. Cô sẽ trình bày cách 2. Kẻ tia AX là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Đúng không ạ? Thế thì theo cách 1 ta vẫn chứng minh được góc DAB bằng với góc ACD. Theo cách 1 ta chứng minh được góc DAB bằng với góc C. Được chưa nhỉ? Nó vẫn thuộc ở cách 1. Ta chứng minh được góc DAB bằng với góc C. Thế thì bây giờ ta lại xét đường tròn tâm O thì ta sẽ chứng minh được góc C là góc nội tiếp chắn cung AB và góc XAB lại là góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung cũng chắn cung AB dẫn tới hai góc này bằng nhau. Xét đường tròn tâm O ta có gì ạ? Góc C bằng với góc XAB. Vì sao ạ? Góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung cùng chắn cung
AB, góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung chắn cung, chắn cung AB. Được chưa nhỉ? Đó. Mà góc C lại bằng góc DAB, vừa chứng minh xong. Mà góc C lại bằng góc DAB, chứng minh trên. Vậy từ đó ta suy ra được là góc XAB bằng với góc DAB. Được chưa nhỉ? Các bạn thấy rằng là góc XAB. Được chưa? Cô mẹ đập cái tia AX ra cho các bạn thấy. Đúng không nhỉ? Đó. Mẹ đập ra, nó trùng luôn nhé. Các bạn nhớ đấy. Ở đây là góc, lúc này chúng mình sẽ chứng minh được, từ đó các bạn sẽ suy ra được là góc XAB trùng với góc DAB. Đúng chưa? Mà lúc đấy thì các bạn sẽ khẳng định được là tia AX sẽ trùng với tia AD. Mà AX là tiếp tuyến của đường tròn tâm O, thì dẫn tới AD cũng là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Được chưa nhỉ? Được chưa? Vậy từ đó suy ra là AX sẽ trùng với AD. Được chưa? Và suy ra AD là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Cách 2 khá là nhẹ nhàng hơn đúng không ạ? Nhưng cách 2 nó thiên về vẽ thêm đường phụ, cho nên ít các bạn nghĩ được ra. Nếu như sử dụng cách 2 thì ngắn gọn hơn rất là nhiều so với cách 1. Được chưa? Nhưng mà thực ra tính thì nó cũng không phải là nhiều lắm, vì chúng mình vẫn phải dựa vào tam giác đồng dạng để chứng minh được góc DAB bằng với góc C. Đúng chưa? Vâng, ví dụ số 4 mình kết thúc ở đây. Thầy chào các em. Vậy là ở clip trước, thầy đã giới thiệu cho các em phần mục tiêu và phần lý thuyết của bài học. Bài 1, chương 3 của phần phương trình, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Đó là bài phương trình bậc nhất hai ẩn. Ở clip này, thầy sẽ cùng các em chúng ta sang từng ví dụ, từng dạng của bài học ngày hôm nay. Bây giờ thầy muốn các em cùng thầy chú ý lên đây nào. Chúng ta sang dạng 1. Dạng 1 của bài học ngày hôm nay đó là xem x0, y0 có phải là nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn ax cộng bi bằng c không. Các em nhớ nhá. Tức là chúng ta phải xem là một cái cặp x0, y0 này này, nó có phải là nghiệm của phương trình này hay không. Vậy để làm được dạng bài toán này, chúng ta phải làm sao? Các em chú ý thầy. Phương pháp này rất đơn giản thôi các em ạ. Các em thay cái tọa độ x0, y0 này này, thay giá trị x0, y0 này vào cái phương trình AX cộng với BI bằng C. Nếu vế trái mà bằng vế phải thì x0, y0 là nghiệm của phương trình AX cộng BI bằng C. Còn nếu em thay vào mà vế trái và vế phải không bằng nhau, tức là nó không phải là nghiệm. Vậy để cụ thể hóa thì thầy và các em sang ví dụ. Chú ý thầy nhá. Chúng ta sang ví dụ nào. Thầy cho một cặp số 2, 3, tức là x bằng 2, y bằng 3, Là nghiệm của phương trình nào trong các phương trình sau. Bây giờ chúng ta sang phương trình thứ nhất là 2x cộng y bằng 1. Các em chú ý thầy nào. 2x cộng y bằng 1. Nào, bây giờ chúng ta có với x bằng 2. Với x của thầy bằng 2, y bằng 3, thì suy ra vế trái bằng 2 nhân 2 cộng 3. Thì các em chú ý này, 2 nhân 2 là 4 cộng 3 bằng 7. Bằng 7, 7 này của thầy khác 1. Tức là vế trái nó khác vế phải, vì 1 chính bằng vế phải mà. Thì suy ra 2, 3 không phải là nghiệm. Không phải là nghiệm của phương trình
Đó, các em chú ý thầy nhá. Vậy 23 không phải là nghiệm của phương trình. Nào, chúng ta sang ví dụ tiếp theo nào. B, 2x trừ y bằng 1. Tức là 23 có phải là nghiệm của phương trình 2x trừ y bằng 1 hay không? Chúng ta chú ý nhá. Nào, bây giờ thầy có với x bằng 2. À, phương trình của thầy, thầy viết phương trình trước đã. Phương trình của thầy là 2x trừ y bằng 1. Nào, với x bằng 2, y bằng 3, thầy suy ra vế trái bằng 2 nhân 2 trừ 3 thì bằng 1. Và 1 này thì đúng bằng vế phải không các em? Bằng vế phải. Vậy vế trái bằng vế phải thì suy ra 2, 3 là nghiệm của phương trình. Được chưa nào các em? Các em chú ý thầy nhá. Tiếp theo nào. X trừ y bằng trừ 1. Phương trình x trừ y bằng trừ 1. Thầy vẫn với x bằng 2, y bằng 3 thì suy ra vế trái bằng. Các em chú ý nhá. Khi thay ấy, thì các em phải xác định đúng cho thầy đâu là x và đâu là y. Và thay đúng vào giá trị x, y của phương trình. Sau đó các em phải chú ý dấu trong việc tính toán. Nào, thầy có nào, 2 trừ 3 bằng trừ 1. Cái này bằng vế phải. Vậy thầy suy ra 2, 3 là nghiệm của phương trình. Hiểu chưa nào các em? Vậy các em chú ý nào, sang ví dụ D nào. Ví dụ D có thể như sau, các em nhớ nhá. Thầy có phương trình là x cộng với 2y bằng 1. Với x bằng 2, y của thầy bằng 3 thì suy ra nào. Với x bằng 2, y bằng 3 nhá, thì suy ra nào. 2 cộng với 2 nhân 3 thì bằng mấy em nhỉ? 2 cộng 2 nhân 3. 2 nhân 3 bằng 6, cộng 2 bằng 8. 8 của thầy khác 1, vậy suy ra vế trái của thầy khác vế phải. Nếu vế trái mà khác vế phải thì suy ra 2, 3 không phải là nghiệm của phương trình. Hiểu chưa nào các em? Vậy rất đơn giản thôi. Vậy chúng ta muốn biết một cặp giá trị có phải là nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn hay không, chúng ta chỉ cần thay giá trị x, y của cặp nghiệm đó vào phương trình. Nếu nó vế trái mà bằng vế phải thì đó là nghiệm, còn nếu không thì nó không phải là nghiệm. Các em chú ý cho thầy nhá. Rất đơn giản thôi phải không nào? Nhưng mà vì là các em hay chủ quan với cái dạng bài tập đơn giản này, tức là cái việc mà các em xác định x, y ấy, nó nhầm. Các em cứ xác định x sang y mà y sang x, hay là cái việc em tính toán nó nhầm dẫn đến các em bị sai sót. Các em nhá, cho nên rất cẩn thận trong chuyện đấy cho thầy. Xin chào tất cả các em học sinh. Mùa thu là một trong những cảm hứng bất tận của rất nhiều những nhà thơ, nhà văn, của thơ, ca, nhạc, họa. Viết về mùa thu, mỗi người lại mang một màu sắc khác nhau. Nó có thể là giọng liễu buồn, điều hưu. Nó cũng có thể là con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng thu. Và hữu thỉnh đã góp vào trong cái màu, một sắc màu vào mùa thu với một nét rất riêng, rất mới mẻ. Vậy hữu thỉnh đã góp điều gì? Ngày hôm nay cô trò ta cùng nhau đi tìm hiểu sang một bài thơ gợi cảm xúc mùa thu rất đượm. Đó là bài Sang Thu. Và trước khi đi tìm hiểu phần nội dung chính thì chúng mình sẽ cùng tìm hiểu một vài nét về phần tìm hiểu chung về tác giả hữu thỉnh. Hữu Thỉnh sinh năm 1942, quê ở Tam Dương, Vĩnh Phúc. Ông là nhà thơ trưởng thành từ trong quân đội. Các em biết không, ông là nhà thơ viết nhiều, viết rất hay về mùa thu cũng như là về nông thôn. Và trong quá trình viết thì ông mang một cảm xúc rất bâng khuâng, vấn vương trước đất trời trong những biến chuyển đầy nhẹ nhàng.
thơ của Hữu Thỉnh mang đậm hồn quê Việt Nam, dân dã, mộc mạc, tinh tế và giàu dung cảm. Chúng ta sẽ cùng sang phần 2 nhỏ, đó là phần tác phẩm. Và trước khi chúng ta đi phân tích phần này, thì mình hãy cùng nhau đọc lại những vần thơ. Bỗng nhận ra hương ổi phả vào trong gió se, sương trùng trình qua ngõ, hình như thu đã về. Sông được lúc rành ràng, chim bắt đầu vội vã, có đám mây mùa hạ vắt nửa mình sang thu. Vẫn còn bao nhiêu nắng đã vơi dần cơn mưa, sấm cũng bớt bất ngờ trên hàng cây đứng tuổi. Và các em học sinh thân mến, bài thơ ngay tự nó cũng đã phân ra thành ba khổ như chúng mình cần, mọi người có thể quan sát ở đây. Và với ba khổ thơ này thì lát nữa cô giáo Thu sẽ phân chia chúng ta bố cục và nội dung chính của từng phần. Trước khi đi tìm hiểu bóc tách toàn bộ nội dung văn bản thì người ta nói rằng bối cảnh sáng tác hay là hoàn cảnh sáng tác của bài thơ nó có tác động một phần đến nội dung. Thế ngay bây giờ chúng ta sẽ sang phần A nhỏ, đó là phần hoàn cảnh sáng tác. Các học sinh thân mến, bài thơ được sáng tác năm 1977, ngay sau khi đất nước ta thống nhất đất nước được 2 năm, đúng không ạ? Năm 1975 thì đất nước ta, đúng không ạ, thống nhất, giành được độc lập và thống nhất đất nước. Thì năm 1977 bài thơ được sáng tác. Và ngay sau khi sáng tác thì bài thơ được in trong tập Từ Chiến Hào Đến Thành Phố. Và như cô vừa nói, với nội dung như trên thì bài thơ sẽ có bố cục như sau. Chúng ta sang phần B nhỏ, đó là bố cục. Các học sinh thân mến, cô giáo Hiệu Thu sẽ phân chia chúng ta phần 1 tương ứng với khổ thơ thứ nhất, nói về những tín hiệu giao mùa. Khổ 2 tương ứng với khổ thơ thứ hai, đúng không ạ? Bức tranh thiên nhiên lúc giao mùa. Và từ những tín hiệu giao mùa, từ bức tranh thiên nhiên giao mùa thì gì ạ? Tác giả cũng có những suy nghĩ, cũng có những chiêm nghiệm, và điều đấy được thể hiện qua khổ thơ thứ ba, đúng không ạ? Khổ 3, những suy tư và chiêm nghiệm của nhà thơ. Cô giáo Thế Thu biết rằng chúng ta đang rất nóng lòng để có thể gì ạ, bước vào muốn bóc tách và phân tích từng khổ rồi, phải không nào? Thế nên bây giờ chúng ta sẽ đến phần hai lớn, đó là phần đọc hiểu văn bản. Và phần này như tuần tự trong cái phần phân chia bố cục thì cô giáo Thu sẽ đi phần một nhỏ, những tín hiệu giao mùa. Chúng mình cùng đọc lại khổ thơ 1 để phát hiện xem Hữu Thỉnh đã đưa ra những tín hiệu giao mùa nào nhé. Bỗng nhận ra hương ổi phả vào trong gió se, sương trùng trình qua ngõ, hình như thu đã về. Chúng mình quan sát một chút thì có thể thấy rằng ở đây Hữu Thỉnh đã đưa ra, đúng không ạ? Chúng ta có thể nhìn vào những chỗ mà cô in đậm và chuyển sang màu vàng đây, thì chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? Những tín hiệu giao mùa, đó là hương ổi này, đó là gió se này, đó là sương này, đúng không ạ? Như vậy chúng ta có đầu tiên đó là những tín hiệu giao mùa, đúng không ạ? Tín hiệu này, tín hiệu này, tín hiệu giao mùa thì có gì ạ? Chúng ta có thể quan sát luôn, chỉ ra luôn cho cô nhá, cùng nhau chỉ nào. Hương ổi, đó là gió se, đó là sương, đúng ạ. Thế tại sao Hữu Thỉnh lại không đưa những cái hình ảnh khác mà lại chỉ đưa hương ổi, gió se và sương để nói về những tín hiệu khoảnh khắc giao mùa đầu tiên? Thì chúng mình có thể hiểu như sau. Chúng ta thấy rằng với Hữu Thỉnh, mùa thu được bắt đầu hết sức giản dị. Đó là hương ổi, đó là gió se. Và chúng ta có thể cảm nhận như là ở đồng bằng, đặc biệt ở miền Bắc ấy, thì cái cảm nhận mùa thu khi mà có những cái hương vị của ổi ấy, nó đến thật là rõ nét, rõ rệt. Và cái hương ổi này nó được quệ vào, một là cái hương ổi này rất đậm nhé, rất đậm, rất đậm. Nó được quẹn vào với gió se,
đúng không ạ? Nó đập quẹn vào cái gió xe và nó gì ạ? Nó phả thành từng luồng ấy, phả thành từng luồng. Và khi mà chúng ta gì ạ? Chỉ cần ngửi cái hương đấy thôi, cái cảm giác đấy nó rất là khó quên. Cái hương vị đấy chúng ta ngửi một lần rất là khó quên. Thì ở đây đó, cụ Hữu Thỉnh đã đưa cái cảm nhận tinh tế của mình, đúng không ạ, đưa cái cảm nhận tinh tế của mình để có thể thấy được những hình ảnh này. Và chúng ta thấy rằng nhan đề của bài thơ nhé là sang thu. Đấy, nhan đề chúng ta lưu ý là sang thu. Nhan đề là sang thu. Đấy, thế thì chúng ta gọi ra cái điều gì ạ? Sang thu ở đây có phải là đã chín thu, đã là giữa mùa thu không? Đã là cuối thu không? Mà sang thu ở đây chúng ta hiểu đó là mới chớm thu, đúng không ạ? Mới chớm thu. Mà chỉ mới chớm thu thôi mà Hữu Thỉnh có thể nhận ra toàn bộ những gì ạ? Những cái hình ảnh này đó, những cái sự thay đổi này, thì chúng ta phải thấy rằng là gì ạ? Phải có cái nhìn đầy tinh tế. Phải tinh tế thì mới có thể cảm nhận được rõ nét nhất, đúng không ạ? Phải tinh tế thì mới có thể cảm nhận được. Nếu không tinh tế thì rất khó cảm nhận được cái điều này. Bởi lẽ nó chỉ mới chớm thu thôi. Nó chỉ mới chớm thu, nó chưa phải là giữa mùa thu. Vậy thì tại sao Hữu Thỉnh lại đưa hình ảnh này thì chúng ta sẽ cùng hiểu một chút như sau này. Sang thu ở đây như cô đã phân tích là mới chớm thu. Và lúc này mùa hè vẫn chưa hết. Đó, mùa thu tới thì nó có những cái tín hiệu đầu tiên. Và trước cái sự thay đổi đầy tinh vi ấy, phải có sự tinh tế, đúng không ạ? Nhạy cảm thì mới có thể cảm nhận được hết tất thảy những tín hiệu này, đó. Và chúng ta thấy rằng là viết về mùa thu, về những dấu hiệu mùa thu thì không ít những nhà thơ đấy, không ít nhà thơ viết à, ví dụ như trong đây mùa thu tới, đúng không ạ? Đây mùa thu tới thì chúng ta có thể cảm nhận được mùa thu với những dặn liễu, đúng không ạ? Điều hưu, đúng không ạ? Trong bài, trong thơ của Xuân Diệu ấy, dặn liễu điều hưu đứng chịu tang, tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng, đúng không ạ? Thì Hữu Thỉnh chúng ta thấy rằng cái mùi hương đầu tiên quen thuộc nó phảng phất cộng với gió xe, đúng không ạ? Khô, lạnh, đúng không ạ? Đặc trưng của mùa thu ở miền Bắc. Thì chúng ta phải hiểu cái gió xe ở đây nó có những cái đặc trưng, đó là gì ạ? Khô này và lạnh này. Đấy. Đấy. Riêng ở miền Bắc nhá, đặc trưng của miền Bắc. Đấy. Thì đây chính là cái hình ảnh của gió xe như thế này. Tiếp theo hương ổi. Hương ổi chúng ta biết rằng ổi là một gì ạ? Đặc sản của dân tộc. Đấy, và đây chính là đặc trưng riêng của mùa thu của gì ạ? Ở vùng quê đồng bằng ở Bắc Bộ ở Việt Nam. Và chúng ta có thể thấy rằng là cái mùi hương ấy nó không hòa quyện mà nó được phả, đúng không ạ? Nghĩa là cô đã nói rồi, từng cơn nó phả vào, nó quyện vào ở trong gió. Như vậy nó, chúng ta thấy rằng là Hữu Thỉnh đã không tả một cách chi tiết, mà Hữu Thỉnh ở đây chỉ gọi thôi. Nhưng có thể gì ạ? Qua cái gọi đó, Hữu Thỉnh đã cho chúng ta một cái sự liên tưởng đầy thú vị, đúng không ạ? Chúng ta có thể cảm nhận, nhắm mắt lại, đúng không ạ? Để có thể cảm nhận cái sự liên tưởng đó. Đó là gì ạ? Tại vườn tược quê nhà, những quả ổi chín vàng trên các cành cây kẽ lá đã tỏa ra hương thơm nức, và nó thoang thoảng trong gió như vậy. Và chỉ với cái từ phả thôi nhá. Đấy, hương ổi ở đây là hương ổi này. Chúng ta thấy rằng là gì ạ? Phả. Đấy. Nó gợi ra cái đặc trưng. Từ phả nó gợi ra cái đặc trưng, đúng không ạ? Đặc trưng riêng của miền Bắc này. Của mùa thu miền Bắc.
Từ phản nó gọi ra cái đặc trưng riêng như vậy. Và cái sở dĩ có từ phản này bởi lẽ có hai lý do. Một là hương ổn nó rất đậm, và hai lý do thứ hai ấy, là do gió xe này, gió nó xe, gió xe nó khô và lạnh khiến cho cái hương ổi này, đúng không nào, nó phả vào và nó từng cơn nó gì ạ, nó giống như là khi mà chúng ta đứng gần này, đúng không ạ, chúng ta đứng gần thì cái hương đấy nó gì nhỉ, nó thoang thoảng, nó đến, nó rất là mạnh, đúng không ạ, rất là mạnh. Và chúng ta thấy rằng khi mà Hữu Thỉnh nhận ra trong gió có hương ổn thì đây rõ ràng là cái sự cảm nhận đầy tinh tế giữa một người sống ở vùng quê, và rõ ràng là nó không cầu kỳ, không hoa mỹ, mà Hữu Thỉnh đã đưa chúng ta, đúng không nào, đến mùa thu để cảm nhận mùa thu tại cái gì ạ, cái vùng quê dân dã mà hết sức thi vị. Và ở đây chúng ta thấy rằng là Hữu Thỉnh đã phát hiện ra cái vẻ đẹp đáng yêu của mùa thu, đúng không ạ? Đấy, của mùa thu ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Và nếu như trong thơ ca cổ điển ấy, văn học trung đại, mùa thu thường hiện qua các hình ảnh như là gì ạ? Ngô đồng này, như là dạng liễu này, như lá vàng mơ phai và hoa cúc này. Thì ở đây Hữu Thỉnh lại bắt đầu mùa thu bằng hương ổn. Chúng ta thấy rằng đây là một hình ảnh, một tứ thơ nó mới mẻ nhưng nó lại quen thuộc và gần gũi đối với mỗi người dân Việt Nam, như cô đã nói rồi, đúng không ạ? Và tại sao lại vậy? Vì hương ổi nó gắn liền với biết bao kỷ niệm thời thơ ấu, là cái mùi vị quê hương nó thấm đẫm trong tâm tưởng của nhà thơ. Cứ mỗi độ thu về thì nó lại trở thành một trong những cái nguyên nhân, một trong những cái tác nhân để gợi nhà thơ nhớ lại cái điều đấy. Và khi được hỏi thì Hữu Thỉnh đã có những cái tâm sự như sau. Giữa trời đất mênh mang, giữa cái khoảnh khắc giao mùa kỳ lạ thì điều khiến cho tâm hồn tôi phải lay động, phải giật mình để nhận ra nó chính là hương ổi. Với tôi, thậm chí với nhiều người khác không làm thơ, thì mùi hương đó gợi nhớ đến tuổi ấu thơ, gợi nhớ đến buổi chiều vàng với một dòng sông thanh bình, một con đò lững lờ trôi, những đàn trâu bò nao cỏ giỡn đùa nhau và những đứa trẻ ẩn hiện trong triền ổi chín ven sông. Nó giống như mùi bờ bãi, mùi con trẻ. Hương ổi tự nó xốc thẳng vào những miền thơ ấu thân thiết trong tâm hồn chúng ta. Mùi hương đơn sơ ấy lại trở thành thứ quý giá vì nó đã trở thành chiếc chìa khóa vàng mở thẳng vào tâm hồn mỗi người, có khi là cả một thế hệ. Và chúng ta thấy rằng là cái hương ổi ấy hay là cái cơn gió ấy, đúng không ạ, là sứ giả của mùa thu. Nó đến khẽ khàng, khẽ đến mức chỉ một chút vô tình thôi là chúng ta cũng không hề biết có sự tồn tại của nó. Và có thể nói trước Hữu Thỉnh thì có không ít nhà thơ viết về mùa thu, nhưng đây là một phát hiện tinh tế của một hồn thơ xứ sở. Và Sương, chúng ta lại quan sát tiếp Sương. Sương ở đây, Sương trùng trình qua ngõ, không phải là cái màn sương dày đặc mù mịt như trong câu ca dao quen thuộc miêu tả Hồ Tây, như là gì ạ, mịt mù khói tỏa làn sương. Nó cũng không giống như là nhà thơ Quang Dũng đã viết trong bài thơ Tây Tiến, đó là gì ạ, xài khao sương lấp đoàn quân mỏi, mà ở đây Hữu Thỉnh nói rằng sương trùng trình qua ngõ. Chúng ta thấy rằng sương trùng trình qua ngõ gợi ra trước mắt chúng ta một cái màn sương khá là mỏng manh, đúng không ạ? Sương ở đây nó mỏng này, đúng không ạ? Nó mỏng, đúng không ạ? Đấy. Nó răng màn khắp đường ngõ xóm thôn quê, nó rất là mỏng nhá, nó mỏng và phải tinh tế mới có thể nhận ra cái điều đấy. Và chúng ta thấy rằng chính cái màn sương ấy, nó đã làm cho cái không khí thu trở nên mát mẻ hơn, cảnh thu nó thơ mộng hơn, nó huyền ảo hơn, nó thong thả hơn, và chúng ta gợi ra một cái sự bình yên ở đây. Sương trùng trình, chúng ta thấy trùng trình là cái từ để chỉ đặc điểm của con người, đúng không ạ?
diễn tả đặc điểm của con người. Thế mà Hữu Thỉnh lại sử dụng từ trùng trình để diễn tả màn xương. Thì ở đây tác giả đã sử dụng cái bút pháp nghệ thuật đó là nhân hóa, đúng không ạ? Để khiến cho cái màn xương thu ấy như mang tâm trạng của con người. Xương nó đang chờ đợi ai hay đang lưu luyến cái điều gì? Và cái câu thơ này nó lắng đọng, nó tạo ra cái cảm xúc mơ hồ đan xen rất là nhiều những cái tâm trạng khác nhau của con người. Và ở đây chúng ta thấy rằng là bằng khá là nhiều những giác quan như khứ giác này, như xúc giác và cả thị giác nữa, thì Hữu Thỉnh đã cảm nhận được những nét đặc trưng của mùa thu đều hiện diện lên một cách rất rõ nét. Ở đây có những gì ạ? Có hương ổi này, có gió xe này, và có cả sương nữa. Rõ ràng mùa thu đã về trên quê hương. Vậy mà Hữu Thỉnh lại gì ạ? Lại hết sức dè dặt, đúng là hết sức dè dặt khi sử dụng hình dung từ là hình như, đúng không ạ? Hình như. Thế là câu hỏi tại sao nhà thơ lại sử dụng từ hình như mà không sử dụng từ chắc chắn? Tại sao lại hình như mà không phải là chắc chắn? Chúng ta thấy rằng là sử dụng từ hình như ở đây nó gợi ra người ta một cái gì đấy nó chưa chắc chắn, chưa cụ thể, một chút gì đấy gì ạ? Nghi hoặc, bâng khuâng và chưa rõ ràng. Nghi hoặc, còn nghi hoặc, ngờ vực một chút, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng đây là một cái trạng thái cảm xúc của nhà thơ lúc giao mùa thu đến, nó nhẹ nhàng quá, nó mơ hồ quá. Và đằng sau không gian làng quê sang thu, ta cảm nhận được một cái tâm hồn đầy nhạy cảm của một tình yêu thiên nhiên, một cái tình yêu cuộc sống. Và phải có tình yêu thì mới có thể cảm nhận được tinh tế hết thảy những cái diễn biến, những cái đổi thay của thời khắc, của đất trời lúc giao mùa như vậy. Toliha.vn và thầy giáo Hữu Thỉnh xin chào các con. Hôm nay Toliha.vn và thầy giáo Hữu Thỉnh sẽ cùng các con tìm hiểu về một hiện tượng rất thú vị. Đây là một hiện tượng mà đánh dấu cho việc khởi mào của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai. Đó là việc từ cái hiện tượng này mà người ta đã chế tạo ra được máy phát điện xoay chiều. Rồi sau đó thì ứng dụng vào cái dòng điện xoay chiều thì nó có đặc điểm nó khác hẳn dòng một chiều. Đó là dòng một chiều không thể truyền tải đi xa được. Nhưng mà dòng xoay chiều thì hoàn toàn có thể truyền tải đi xa. Và do đó mọi nơi, mọi khu đều có điện. Và khi có điện thì người ta bắt đầu tìm ra các dụng cụ để ứng dụng sử dụng cái nguồn năng lượng điện này. Do đó thì cái việc mà ra đời của quạt điện, rồi đến tivi, rồi bóng đèn điện cải tiến các thế hệ, và nó dẫn đến những con người nổi tiếng với hàng nghìn phát minh như là Edison. Đấy là đánh dấu của cách mạng này. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đi vào kiến thức của bài hôm nay. Đầu tiên thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái nó gắn với nhiều người. Đôi khi những trẻ em ở một số vùng sâu vùng xa nghèo thì chúng ta cái xe đạp nó bỏ đi một cái option quan trọng, đó là cái bóng đèn ở phía đằng trước. Thế còn cái xe đạp mà nó đầy đủ thì ở phía trước xe đạp nó có một cái bộ phận để tạo ra và đồng thời để làm cho cái bóng đèn của cái xe đạp, không phải xe đạp điện đâu nha, nó phát sáng. Thì cái đấy người ta gọi là dynamo. Và sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của dynamo. Thứ nhất, cái dynamo nó có hình dạng như trên. Nhưng tất nhiên, ở đây cái dynamo thầy đã vẽ cái mặt cắt để chúng ta quan sát được các hiện tượng bên trong. Thực ra ở nhà thầy cũng có một cái dynamo, và thầy rất khó khăn trong cái việc tháo nó, bởi vì thầy không muốn làm hỏng nó, chứ còn cố tình cắt ra thì ok. Thế nhưng mà thực ra thì dynamo nó sẽ có cấu tạo gồm những bộ phận như trên hình vẽ. Thứ nhất là trong cái dynamo có một bộ phận rất quan trọng, đó chính là nam châm. Nam châm này được gắn với một cái trục quay, rồi gắn với một cái núm xoay ở phía trên. Cái núm ở trên này sau đó thì sẽ được, khi mà muốn cho cái dynamo phát điện, người ta sẽ tì cái núm này vào phần cái lốp xe, vào cái phần cao su của cái lốp xe. Đây, và có một cái phần, đây là một cái thanh sắt non. Và phía dưới này, đây là núm này, trục quay này. Rồi, đây là cuộn dây này. Và cuối cùng, chúng ta có một bóng đèn. Bóng đèn. Thế nhắc lại, về cấu tạo và hoạt động của dynamo xe đạp thì nó gồm có là nam châm, sắt non. Đây, nam châm đây này, sắt non này, núm này. Đây là trục quay. Trục quay để dẫn chuyển động quay từ trên này xuống cái nam châm ở phía dưới. Và dưới này, cái thanh sắt non này được quấn cuộn dây ở xung quanh. Cuộn dây. Và cuộn dây này có hai đầu được thò ra và được hàn với hai đầu của cái bóng đèn. Bóng đèn sợi đốt bình thường. Đó, và cấu tạo. Và khi hoạt động
muốn cái dynamo hoạt động thì người ta tiến hành tì cái dynamo này, cái núm quay này vào cái lốp xe. Và khi ta đạp xe thì lốp xe quay, thì đồng thời núm này nó cũng quay. Núm này quay thì làm nam châm quay thì phát ra điện. Và sau đây chúng ta cùng quan sát lại một lần nữa hoạt động của dynamo xe đạp. Đó, như chúng ta cùng thấy ở đây, hình bên này là thầy đã zoom lên cho các con cùng nhìn. Thì khi mà cái lốp xe được tì vào cái núm quay này, thì khi ta đạp xe thì núm xe sẽ quay. Núm xe sẽ quay thì nam châm ở trong này, cái trục quay nó dẫn chuyển động xuống đây, và nam châm trong này cũng sẽ quay. Nam châm trong này sẽ quay thì như vậy cuộn dây trên này nối ra đây và có điện. Ta nhìn đây, trục quay, nam châm, loại sắt non, cuộn dây và bóng đèn sáng. Bóng đèn sáng. Vậy ở đây thì kết luận lại là nếu người ta hỏi bộ phận chính của dynamo xe đạp gồm có cái gì, thì tất nhiên câu trả lời đó chính là nam châm và cuộn dây. Nam châm và cuộn dây, đây là hai bộ phận chính để tạo ra cái gọi là dòng điện thắp sáng bóng đèn của xe đạp. Ngoài ra thì chúng ta kể đến một số bộ phận khác như là núm trục rồi vân vân, lớp vỏ rồi dây dẫn điện. Bỏ qua cái đó, ta chỉ nói về cái bộ phận chính của dynamo. Và nói về cái dynamo này thì thầy có một kỷ niệm thời thầy làm sinh viên năm thứ tư, cũng từ lâu lắm rồi, từ năm chín mấy, hồi đấy làm sinh viên năm đại học. Và thầy có được học một môn, đó là môn thực hành phương pháp giảng dạy vật lý của phó giáo sư Tạ Trí Phương, hồi đấy thầy làm trưởng khoa. Và cá nhân mỗi sinh viên thì gặp mặt trưởng khoa thì tương đối là bị sợ, bị ngại, và tớ cũng không nằm ngoài khả năng. Và có một bọn sinh viên, cái nhóm mà làm thí nghiệm trước cái bài mà đo thành phần nằm ngang của từ trường chạy đất, đã bị thầy giáo hỏi một câu rất sốc, đó là tại sao trái đất có từ trường? Câu hỏi rất thú vị. Ai cũng biết rằng xung quanh có trái đất có từ trường. Bằng chứng là nếu ta để kim la bàn thì nó chỉ hướng Bắc Nam. Nhưng vấn đề là tại sao trái đất có từ trường? Ui, khiến bọn tớ bị sốc điện. Và hồi đó, sau đó thì bọn tớ tìm thấy là các câu hỏi trả lời khác nhau. Đầu tiên thì người ta giả thiết rằng là trên trái đất phía tầng trên kia thì có tầng điện ly. Thì về nguyên tắc khi trái đất quay thì nó có thể tạo ra từ trường. Xong đó giả thiết đấy thì bị bỏ đi, bởi vì tầng trên đó có bao nhiêu ion dương thì cũng có bấy nhiêu ion âm, và ngược nhau thì tạo ra dòng điện triệt tiêu. Như vậy điều đấy không thể. Vậy khả năng thứ hai người ta nghĩ đến, trái đất có thể là có một cái mỏ nam châm khổng lồ, kiểu như là vật liệu sắt từ ấy. Nhưng mà xong đó thì bằng các kiến thức vật lý ta biết rằng là vật liệu sắt từ mà nếu ở trong lòng trái đất chẳng hạn, thì dưới cái nhiệt độ mà càng trái đất vào trong thì càng cao, và cao hơn cái nhiệt độ mà người ta gọi là nhiệt độ Curie thì cũng từ trường cũng không còn. Và mặt khác thì các cái vật liệu sắt từ hay oxy sắt nó không thể phân bố khắp trên trái đất mà đều để tạo thành một nam châm khổng lồ như thế được. Vậy thì cuối cùng sau này phải đợi đến khi người ta biết về cấu tạo của trái đất. Trái đất có một lõi ở trong là rắn, bên ngoài là một lớp phủ nhớt, xong thì đến lỏng, xong thì đến một cái lớp trên cái vỏ trái đất trên cùng của chúng ta này. Thì bản thân bên trong chất lỏng ở trong đó thì nó chuyển động với vận tốc góc khác nhau, rồi cuối cùng nó tạo ra một cái dòng điện, bởi vì trong đó nó ở trạng thái plasma, là dạng các hạt mang điện. Và các em sẽ đọc kỹ hơn nếu các em gõ Google từ khóa là lý thuyết về dynamo, về từ trường trái đất. Thầy nhắc lại nhé, dynamo. Trái đất chúng ta tự nó như một cái cục dynamo lớn, tự nó phát ra dòng điện, và cuối cùng chính dòng điện trong lòng trái đất đó nó tạo ra từ trường. Quay trở về bài tiếp theo, thì bây giờ chúng ta nhìn như thế này, hoạt động của dynamo xe đạp như thế nào? Thì ta thấy rằng khi ta đạp xe thì núm của dynamo quay, núm dynamo quay thì nam châm trong dynamo quay, nam châm dynamo quay thì trong cuộn dây có dòng điện và đèn sáng. Ok. Vậy thì từ đây ta đặt ra nảy sinh một vấn đề như sau, liệu có phải nhờ nam châm mà tạo ra được dòng điện hay không? Liệu có phải nhờ nam châm mà tạo được dòng điện hay không? Rõ ràng thấy rằng nam châm quay thì đèn sáng, nam châm đứng yên thì đèn không sáng. Vậy câu trả lời là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở phần tiếp theo, phần số 2. Chúng ta thử xem nam châm có tạo ra dòng điện không? Và chúng ta sẽ dùng cả hai loại nam châm luôn. Một là nam châm vĩnh cửu và hai là nam châm điện. Ở phần thí nghiệm đầu tiên, chúng ta sẽ có cái mô hình thí nghiệm như hình vẽ như trên slide, và chúng ta dùng nam châm vĩnh cửu. Đây.
Ở đây là cuộn dây gồm rất nhiều vòng. Để tiện thì thầy vẽ nó hơi rộng cho chúng ta dễ nhìn thôi. Còn thực ra một cái cuộn dây và rất nhiều vòng, rất nhiều vòng đủ làm sao để cho hai bóng đèn này sáng. Hai bóng đèn này thầy chọn chính là hai bóng đèn sợi đốt. À nhầm, hai bóng đèn này bóng đèn LED. Đèn LED có đặc điểm là nếu dòng điện mà cực bóng đèn bên này, nếu cực dương mà gắn vào đây thì đèn này sáng. Nhưng mà nếu cực dương mà gắn vào đèn này thì đèn này sáng. Và hai bóng đèn này đấu đảo cực với nhau. Để ta xem chiều dòng điện trong này như thế nào. Được không nhỉ? Nếu chiều dòng điện đây là dương thì đây là dương thì đèn này sáng. Còn nếu đây là dương, đây là âm thì đèn này tắt và đèn này sáng. Bóng đèn LED có tác dụng như vậy. Đầu tiên, để nam châm và cuộn dây này đứng im thì ta thấy rằng hai đèn đều không sáng. Hai đèn đều không sáng. Và bây giờ thầy sẽ đưa cái nam châm lại gần. Ta xem hiện tượng gì xảy ra nhé. Nào. Wow. Bóng đèn này sáng rồi. Và khi dừng nam châm lại thì đèn này lại tắt. Và vừa rồi ta thấy đèn này sáng, đèn này không sáng. Vậy thì dương đang gắn vào đây. Như vậy khi đưa vào thì dương là đây. Được không nhỉ? Đó. Và bây giờ thì ta lại cho nam châm đi ra. Wow, đưa nam châm đi ra. Trong lúc đưa nam châm đi ra thì bóng đèn này sáng. Và khi dừng lại thì cả hai bóng đèn lại tắt. Như vậy thì đưa vào thì đây là dương, đi ra thì đây là dương. À. Đặt nam châm đứng yên, tất nhiên không có gì. Và bây giờ chúng ta quan sát xem, lặp lại thí nghiệm với vận tốc lớn hơn, với tốc độ lớn hơn, ta thử xem như thế nào. Nào, bây giờ chúng ta cùng quan sát thí nghiệm. Trời, sáng hơn lúc nãy rồi. Rút ra nào. Cũng sáng hơn lúc nãy rồi. Vậy với tốc độ rút ra, đưa vào lại gần rồi đưa ra xa nhanh hơn thì hai bóng đèn này ta thấy rằng lớn hơn. Như vậy cường độ dòng điện là lớn hơn. Câu hỏi số 2. Trong thí nghiệm trên, nếu để nam châm đứng yên và cho hai cuộn dây dịch chuyển lại gần hay ra xa nam châm thì trong cuộn dây có xuất hiện dòng điện hay không? Thì tất nhiên ở lớp 6 rồi lớp 8 chúng ta học rồi, chúng ta đều biết cái tính tương đối của chuyển động. Thì đưa cuộn dây đứng im rồi nam châm lại gần, hoặc là nam châm đứng im đưa cuộn dây lại gần, tức là có sự chuyển động tương đối với nhau, thì lúc nãy ta thấy dòng điện có cường độ dòng điện là nó trong cuộn dây là có. Thì tất nhiên đáp án ở đây sẽ là có dòng điện. Có dòng điện. Và đến đây ta có thể đưa ra nhận xét đầu tiên. Nhận xét thứ nhất, đó là dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi đưa một cực của nam châm lại gần hay ra xa đầu cuộn dây đó, hoặc ngược lại. Đây, khi ta đưa một cực của nam châm lại gần hay ra xa cuộn dây đó, hoặc ngược lại, tức là đưa cuộn dây ra lại gần hoặc ra xa, thì đều có dòng điện. Còn tất nhiên khi nam châm và cuộn dây đứng im, tức là không chuyển động tương đối so với nhau, thì giữa chúng không chuyển đổi tương đối so với nhau, thì trong cuộn dây không có dòng điện. Không có dòng điện. Bây ta kiểm chứng một lần nữa xem dùng nam châm điện xem thế nào nhé. Và chúng ta có sơ đồ thí nghiệm như sau. Đây là một nam châm điện, ở đây có một lõi sắt non, và đây có một vòng dây tương tự như lúc nãy, và khoảng cách giữa chúng nó là để cố định như thế này. Và đây là khóa K được gắn với nguồn. Như vậy nam châm điện này sẽ hoạt động khi khóa K đóng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến hành thí nghiệm xem là hiện tượng gì xảy ra nhé. Đây chúng ta vẫn dùng bóng đèn LED. Nào, đóng khóa K một cái. Quan sát lại. Đóng khóa K một cái thì bóng đèn bên này sáng, bóng đèn LED bên tay trái sáng. Ta xem lại. Đóng khóa K thì bóng đèn LED bên này sáng. Bây giờ khi mà dòng điện ổn định rồi thì bóng điện này lại không sáng nữa, chả bóng nào sáng cả. Tại sao vậy? Khi đóng khóa K thì như vậy cường độ dòng điện qua đây tăng lên, từ trường qua đây mạnh lên. Từ trường qua đây mạnh lên thì bên này có dòng điện. Tiếp tục này. Bây giờ tăng ngắt khóa K. Ngắt này. À, ô lạ nhỉ. Ngắt một cái thì bóng bên này lại sáng, bóng bên này không. Như vậy bóng này sáng, tức là cực dương lại về phía này mất rồi. Đấy, chúng ta ngắt lại. Wow, ngắt thì bên này sáng, đóng thì bên này sáng. À, vậy từ cái thí nghiệm vừa rồi với nam châm điện ta có kết luận như sau. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín trong thời gian đóng và ngắt mạch của nam châm điện. Đấy, chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian gì? Đóng hoặc ngắt mạch của nam châm điện, tức là trong khoảng thời gian từ trường của nam châm điện này biến thiên. Bởi vì khi ta cấp dòng điện vào thì I tăng lên,
tăng lên đến khi ổn định. Y tăng lên thì như vậy từ trường tăng lên, mạnh dần lên. Còn khi tăng ngắt khóa K thì như vậy dòng điện bị ngắt đi, tức là giảm đi, từ trường nó mất đi, giảm dần về không. Thì trong trường hợp đó thì thời gian từ trường mà biến thiên thì có dòng điện, có dòng điện trong cuộn dây dẫn kín. Cái hiện tượng như chúng ta vừa quan sát ấy, thì người ta gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ. Đây, hiện tượng mà dòng điện xuất hiện trong các thí nghiệm trên, thí nghiệm vừa rồi ấy, đó, thì chúng ta gọi là dòng điện cảm ứng. Cảm ứng. Và hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng thì chúng ta gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ. Nào, chúng ta cùng nhắc lại. Khi cho một nam châm tịnh tiến lại gần một ống dây hoặc ra xa ống dây, hoặc nói cách khác là cho một cái nam châm vào một ống dây thay đổi vị trí so với nhau, lại gần hoặc ra xa nhau, thì trong ống dây, trong cuộn dây xuất hiện một cái dòng điện, và dòng điện đấy gọi là dòng điện cảm ứng. Được không nhỉ? Tương tự như vậy, khi chúng ta đóng hoặc ngắt mạch của một cái nam châm điện, thì lúc này từ trường trong cái nam châm điện biến thiên, thì trong cuộn dây đặt bên cạnh cũng xuất hiện dòng điện, gọi là dòng điện cảm ứng. Cảm ứng. Và hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng này thì chúng ta gọi nó là hiện tượng cảm ứng điện từ. Cô trò mình vừa cùng nhau học phần lý thuyết về góc có đỉnh bên trong hay góc có đỉnh bên ngoài đường, đường tròn. Qua phần lý thuyết vừa rồi thì chúng mình được nắm bắt góc như thế nào là góc có đỉnh bên trong hay góc có đỉnh bên ngoài đường tròn, đúng không ạ? Cách tính số đo góc như thế nào, các bạn nhớ nhé. Thế bây giờ cô trò mình cùng nhau vào phần thực hành để các bạn được rèn luyện qua các bài toán để vừa nhớ công thức và gì ạ, vừa tính nó thành thạo hơn nhé. Chúng mình cùng nhau bước vào ví dụ đầu tiên. Ví dụ số 1 có nội dung như sau. Cho đường tròn tâm O bán kính R, đường kính A, AB. Các bạn vẽ hình nào. Cho đường tròn tâm O bán kính R, AB là đường kính. Được chưa nhỉ? Dây cung CD, dây cung CD sao cho C và D nằm cùng phía đối với đường thẳng A, AB, tức là dây CD bạn có thể vẽ phía trên hoặc phía dưới ở này, đường tròn, nhớ chưa nhỉ? Nó nằm cùng phía với đường thẳng A, AB, được chưa nhỉ? Vẽ dây CD bằng R căn 2. Gọi N là giao điểm của AD với BC. Được chưa? N là giao điểm của AC và BD. Nó cắt nhau tại N. Điểm N nằm trong đường tròn. Được chưa nhỉ? Tiếp theo, gọi M là giao điểm của AC, AC và BD. Cắt nhau tại điểm M. Và điểm M lúc này nó nằm bên ngoài đường, ngoài đường tròn. Đề bài yêu cầu là tính số đo của góc A, N, B và số đo của góc A, M, B. Đúng chưa? Thế thì cô trò mình cùng nhau đi phân tích đề bài một chút nhé. Góc ANB có gì đặc biệt? Vâng, góc ANB là góc có đỉnh bên trong đường tròn. Vậy số đo của góc ANB tính như thế nào ạ? Bằng số đo góc ANB. Các con thấy rằng là nó chắn hai cung, đó là cung AB và cũng CD. Thế bây giờ để tính được số đo của góc ANB thì cô trò mình phải đi tính được số đo của cung AB và số đo của cung CD, đúng chưa? Các bạn thấy rằng là AB là đường kính của đường tròn, cho nên cung AB nó là cung nửa đường tròn. Vâng, nó là bằng 180 độ. Thế còn cung CD thì sao? Chưa có, đúng không ạ? Vậy mấu chốt vấn đề để tính được góc ANB thì cô trò mình cần phải tính được số đo của cung CD. Bây giờ tính số đo cung CD thế nào nhỉ? Điểm C và CD là dây cung của đường tròn. Có độ dài là R căn 2, đúng không? Thế bây giờ ta phải đi tính số đo cung CD. Muốn tính được số đo cung CD là bạn phải tính được góc COD. Được chưa nhỉ? Vì số đo của cung CD chính là bằng số đo của góc COD. Góc COD là góc ở tâm. Cho nên mấu chốt vấn đề là tao cần phải đi tính góc COD. Được chưa nhỉ? Thế các bạn quan sát một chút xíu này. Chắc chắn là góc COD có gì đó đặc biệt
đúng không ạ? Chứ không đặc biệt thì bài này chắc là không tính được rồi. Thế thì nếu như ở đây này, các bạn thấy rằng là OC là bằng gì ạ? Bằng R. Gì nữa? OD cũng bằng R. Thì các bạn thấy rằng là OC bình cộng với OD bình là bằng 2R bình. Thế còn CD bình thì sao? CD là bằng R căn 2. Vậy CD bình sẽ bằng 2R bình. Được chưa? Thế bạn thấy rằng là R bình cộng R bình chính là bằng 2R bình. Bạn thấy gì ở trong này? Đó là nội dung của định lý đảo, của định lý Pythagore. Đúng không ạ? Bình phương của một cạnh mà bằng tổng các bình phương của hai cạnh còn lại thì tam giác đó là tam giác vuông. Nếu trong trường hợp là nó không phải là trường hợp đặc biệt đó, thì bạn phải gọi trung điểm của giấy CD. Được chưa nhỉ? Bạn gắn vào tam giác, ở trung điểm đây, nối vào đây, tam giác vuông, và sử dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn cũng được nhé. Nhưng mà bài này nó rơi vào trường hợp đặc biệt, cho nên ta sử dụng cái đặc biệt của nó. Được chưa nhỉ? Vậy cô trò mình cùng đi tính số đo của góc COD hay số đo của cung CD. Chứng minh. Được chưa nhỉ? Xét đường tròn tâm O hả? Ta xét trực tiếp chưa? Chưa xét được đúng không? Ta đi chứng minh tam giác COD là tam giác vuông trước đã nhé. Xét tam giác COD, ta có OC bình, đúng không nhỉ? OC bình cộng OD bình là bằng OC là bằng R. Vậy OC bình là R bình cộng với R bình. Vâng, và nó là bằng 2R bình. Được chưa nhỉ? Tiếp theo, ta lấy cạnh CD bình phương lên. CD bình thì là bằng R căn 2 tất cả bình. Vâng, nó vẫn là bằng 2R bình. Được chưa? Từ đó kết hợp lại các con sẽ suy ra được là OC bình cộng với OD bình là bằng CD bình. Vâng, từ đó chúng mình sẽ suy ra được tam giác COD là tam giác vuông. Thậm chí là nó trong trường hợp này nó chính là tam giác vuông, vuông cân tại O, đúng không ạ? Vậy suy ra tam giác COD vuông tại O. Theo nội dung định lý Pythagore đảo, định lý Pythagore đảo. Được chưa nhỉ? Sau khi chứng minh được tam giác COD là tam giác vuông rồi, vậy từ đó suy ra góc COD bằng 90 độ. Suy ra góc COD bằng 90 độ. Sau đó ta cần phải tính được số đo cung CD thì bạn phải xét vào đường tròn tâm O. Xét đường tròn tâm O, ta có gì nhỉ? Góc COD là bằng số đo cung CD. Lấy từ đâu nhỉ? Nó là góc ở tâm chắn cung CD. Góc ở tâm chắn cung nào? Cung CD. Được chưa nhỉ? Đó. Mà COD lại bằng bao nhiêu độ rồi? COD bằng 90 độ ở trên rồi đúng không ạ? Thế thì từ giờ trở đi các bạn nhớ rằng là cứ dây mà bằng 90 độ thì cái cung đúng không ạ? Dây CD mà bằng 90 độ thì cái cung CD đúng không ạ? Dây căng cung và cung căng dây là cung căng dây có số đo là dây CD có số đo là R căn 2 thì cung CD sẽ có số đo là bao nhiêu? 90 độ, chúng mình nhớ thôi chứ không được thừa nhận trong quá trình làm là chúng mình phải chứng minh ra, đúng không ạ? Các bạn nhớ để vận dụng vào bài cho nó nhanh. Còn nếu như CD bằng R căn 3 thì góc COD là bằng bao nhiêu độ? Các bạn còn nhớ không nhỉ? Nó là 120 độ, được chưa?
Thế thì ta quay vào bài của ta. Thì ở đây là mà góc COD lại bằng 90 độ. Ta đã chứng minh ở trên rồi đúng không ạ? Chứng minh trên. Vậy từ đó suy ra số đo của cung CD bằng bao nhiêu? Bằng 90 độ. Được chưa nhỉ? Thế sau khi tính được số đo của cung CD thì ta sẽ xử lý được góc ANB đúng không ạ? Vì AB là đường kính, vậy suy ra số đo cung AB là bằng 180 độ. Vẫn là nằm trong đường tròn tâm O. Được chưa? Tiếp. AB là đường kính của đường tròn tâm O. Vậy từ đó suy ra số đo cung AB là bằng 180 độ. Được chưa nhỉ? Tiếp theo là ta đi tính góc nào đấy? Góc ANB. Ta có góc ANB. Được chưa nhỉ? Góc ANB là góc có đỉnh bên trong đường tròn và bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn. Đó là 1/2 số đo của cung nào? Cung. Số đo của cung AB cộng với số đo của cung CD. Đúng không ạ? Các bạn lấy từ đâu nha? Giải thích cho cô này là góc có đỉnh bên trong đường tròn được chưa? Và thay số vào thôi ạ. Đó là 1/2 của 180 độ cộng với số đo cung CD ta vừa chứng minh ở trên, nó là 90 độ đúng không ạ? 180 độ cộng với 90 độ là bằng 270 độ. Chia 2, vâng, nó là bằng 135 độ. Được chưa nhỉ? Viết luôn đây cũng được. 135 độ. Vậy ta vừa tính xong số đo của góc ANB. Cô trò mình cùng nhau tìm tiếp xem là góc ANB có gì đặc biệt. Các bạn thấy rằng là góc AMB là góc được tạo bởi hai các tuyến MCA và MDB. Vâng, góc AMB là góc có đỉnh bên ngoài đường tròn. Và số đo của góc có đỉnh bên ngoài đường tròn chúng mình chắc chắn là nhớ rồi đúng không ạ? Bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn. Vậy số đo của góc AMB là bằng 1/2 số đo cung AB trừ đi số đo cung CD và chia cho 2, đúng không ạ? Thế thì đến đây ta sẽ tính được góc AMB thì là bằng gì? Bằng 1/2, đúng không ạ? Số đo cung AB trừ đi số đo cung CD, được chưa nhỉ? Và các bạn mở ngoặc giải thích là góc có đỉnh bên ngoài đường tròn. Nội dung là góc có đỉnh bên ngoài đường tròn. Được chưa? Thế bây giờ ta cùng việc thay số vào thôi, vì các thông số đã có hết rồi đúng không ạ? Vâng. Thế thì ở đây ta sẽ suy ra góc AMB bằng gì? Bằng 180 độ trừ đi 90 độ, chia cho 2 hoặc nhân với 1/2 là giống tương tự nhau thôi nhé. Vậy 180 độ mà trừ đi 90 độ là còn 90 độ, chia 2 thì nó là bằng 45 độ. Được chưa? Đó. Vậy cô trò mình vừa cùng nhau đi tính góc ANB và góc AMB. Được chưa? Nội dung ví dụ số 1 kết thúc ở đây. Thầy chào các em. Vậy là ở clip trước, thầy đã giới thiệu cho các em phần mục tiêu và phần lý thuyết của bài học. Bài 1, chương 3 của phần phương trình, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Đó là bài phương trình bậc nhất hai ẩn. Ở clip này, thầy sẽ cùng các em chúng ta sang từng ví dụ, từng dạng của bài học ngày hôm nay. Bây giờ
thầy muốn các em cùng thầy chú ý lên đây nào. Chúng ta sang dạng 1. Dạng 1 của bài học ngày hôm nay đó là xem x0, y0 có phải là nghiệm của phương trình bậc nhất hai ấn ax cộng bi bằng c không. Các em nhớ nhá. Tức là chúng ta phải xem là một cái cặp x0, y0 này, nó có phải là nghiệm của phương trình này hay không. Vậy để làm được dạng bài toán này, chúng ta phải làm sao? Các em chú ý thầy. Phương pháp này rất đơn giản thôi các em ạ. Các em thay cái tọa độ x0, y0 này, thay giá trị x0, y0 này vào cái phương trình ax cộng với bi bằng c. Nếu vế trái mà bằng vế phải thì x0, y0 là nghiệm của phương trình ax cộng bi bằng c. Còn nếu em thay vào mà vế trái và vế phải không bằng nhau, tức là nó không phải là nghiệm. Vậy để cụ thể hóa thì thầy và các em sang ví dụ. Chú ý thầy nhá. Chúng ta sang ví dụ nào. Thầy cho một cặp số 2, 3, tức là x bằng 2, y bằng 3, Là nghiệm của phương trình nào trong các phương trình sau? Bây giờ chúng ta sang phương trình thứ nhất là 2x cộng y bằng 1. Các em chú ý thầy nào. 2x cộng y bằng 1. Nào, bây giờ chúng ta có với x bằng 2. Với x của thầy bằng 2, y bằng 3. Thì suy ra vế trái bằng 2 nhân 2 cộng 3. Thì các em chú ý này. 2 nhân 2 là 4 cộng 3 bằng 7. Bằng 7, 7 này của thầy khác 1. Tức là vế trái nó khác vế phải vì 1 chính bằng vế phải mà. Thì suy ra 2, 3 không phải là nghiệm. Không phải là nghiệm của phương trình. Đó, em chú ý thầy nhá. Vậy 2, 3 không phải là nghiệm của phương trình. Nào, chúng ta sang ví dụ tiếp theo nào. B, 2x trừ y bằng 1. Tức là 2, 3 có phải là nghiệm của phương trình 2x trừ y bằng 1 hay không? Chúng ta chú ý nhá. Nào, bây giờ thầy có với x bằng 2. À, phương trình của thầy, thầy viết phương trình trước ạ. Phương trình của thầy là 2x trừ y bằng 1. Nào, với x bằng 2, y bằng 3, thì suy ra vế trái bằng 2 nhân 2 trừ 3 thì bằng 1. Và 1 này thì đúng bằng vế phải không các em? Bằng vế phải. Vậy vế trái bằng vế phải thì suy ra 2, 3 là nghiệm của phương trình. Được chưa nào các em? Các em chú ý thầy nhá. Tiếp theo nào. X trừ y bằng trừ 1. Phương trình x trừ y bằng trừ 1. Thầy vẫn với x bằng 2, y bằng 3 thì suy ra vế trái bằng. Các em chú ý nhá. Khi thay ấy, thì các em phải xác định đúng cho thầy đâu là x và đâu là y. Và thay đúng vào giá trị x, y của phương trình. Sau đó các em phải chú ý dấu trong việc tính toán. Nào, thầy có nào. 2 trừ 3 bằng trừ 1. Cái này bằng vế phải. Vậy thầy suy ra 2, 3 là nghiệm của phương trình. Hiểu chưa nào các em? Vậy các em chú ý nào, sang ví dụ D nào. Ví dụ D có thể như sau. Các em nhớ nhá. Thầy có phương trình là x cộng với 2y bằng 1. Với x bằng 2, y của thầy bằng 3 thì suy ra nào. Với x bằng 2, y bằng 3 nhá, thì suy ra nào. 2 cộng với 2 nhân 3 thì bằng mấy em nhỉ? 2 cộng 2 nhân 3. 2 nhân 3 bằng 6, cộng 2 bằng 8. 8 của thầy khác 1, vậy suy ra vế trái của thầy khác vế phải. Nếu vế trái mà khác vế phải thì suy ra 2, 3 không phải là nghiệm là nghiệm
của phương trình. Hiểu chưa nào các em? Vậy rất đơn giản thôi. Vậy chúng ta muốn biết một cặp giá trị có phải là nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn hay không, chúng ta chỉ cần thay giá trị xy của cặp nghiệm đó vào phương trình. Nếu nó vế trái mà bằng vế phải thì đó là nghiệm, còn nếu không thì nó không phải là nghiệm. Các em chú ý cho thầy nhá. Rất đơn giản thôi phải không nào? Nhưng mà các em có rất, nhưng mà vì là các em hay chủ quan với cái dạng bài tập đơn giản này, tức là cái việc mà các em xác định xy nó nhầm, các em xác định x sang y mà y sang x, hay là cái việc em tính toán nó nhầm dẫn đến các em bị sai sót các em nhá. Cho nên rất cẩn thận trong chuyện đấy cho thầy. Xin chào tất cả các em học sinh. Mùa thu là một trong những cảm hứng bất tận của rất nhiều những nhà thơ, nhà văn, của thơ ca, nhạc họa viết về mùa thu, mỗi người lại mang một màu sắc khác nhau. Nó có thể là giọng liễu buồn điều hưu, nó cũng có thể là con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng thu. Và Hữu Thỉnh đã góp vào trong cái màu, một sắc màu vào mùa thu với một nét rất riêng, rất mới mẻ. Vậy Hữu Thỉnh đã góp điều gì? Ngày hôm nay cô trò ta cùng nhau đi tìm hiểu sang một bài thơ gợi cảm xúc mùa thu rất đượm. Đó là bài Sang Thu. Và trước khi đi tìm hiểu phần nội dung chính thì chúng mình sẽ cùng tìm hiểu một vài nét về phần tìm hiểu chung về tác giả Hữu Thỉnh. Hữu Thỉnh sinh năm 1942, quê ở Tam Dương, Vĩnh Phúc. Ông là nhà thơ trưởng thành từ trong quân đội. Các em biết không, ông là nhà thơ viết nhiều, viết rất hay về mùa thu cũng như là về nông thôn. Và trong quá trình viết thì ông mang một cảm xúc rất bâng khuâng, vấn vương trước đất trời trong những biến chuyển đầy nhẹ nhàng. Thơ của Hữu Thỉnh mang đậm hồn quê Việt Nam, dân dã, mộc mạc, tinh tế và giàu dung cảm. Chúng ta sẽ cùng sang phần 2 nhỏ, đó là phần tác phẩm. Và trước khi chúng ta đi phân tích phần này thì mình hãy cùng nhau đọc lại những vần thơ. Bỗng nhận ra hương ổi phả vào trong gió se, sương trùng trình qua ngõ, hình như thu đã về. Sông được lúc rành ràng, chim bắt đầu vội vã, có đám mây mùa hạ vắt nửa mình sang thu. Vẫn còn bao nhiêu nắng đã vơi dần cơn mưa, sấm cũng bớt bất ngờ trên hàng cây đứng tuổi. Và các em học sinh thân mến, bài thơ ngay tự nó cũng đã phân ra thành ba khổ như chúng mình cần, đúng không? Có thể quan sát ở đây. Và với ba khổ thơ này thì lát nữa cô giáo Thu sẽ phân chia chúng ta bố cục và nội dung chính của từng phần. Trước khi đi tìm hiểu bóc tách toàn bộ nội dung văn bản thì người ta nói rằng bối cảnh sáng tác hay là hoàn cảnh sáng tác của bài thơ nó có tác động một phần đến nội dung. Thế ngay bây giờ chúng ta sẽ sang phần A nhỏ, đó là phần hoàn cảnh sáng tác. Các em học sinh thân mến, bài thơ được sáng tác năm 1977, ngay sau khi đất nước ta thống nhất đất nước được 2 năm, đúng không ạ? Năm 1975 thì đất nước ta, đúng không ạ, thống nhất, giành được độc lập và thống nhất đất nước. Thì năm 1977 bài thơ được sáng tác. Và ngay sau khi sáng tác thì bài thơ được in trong tập Từ Chiến Hào Đến Thành Phố. Và như cô vừa nói, với nội dung như trên thì bài thơ sẽ có bố cục như sau. Chúng ta sang phần B nhỏ, đó là bố cục. Các học sinh thân mến, cô giáo Thiện Thu sẽ phân chia chúng ta phần 1 tương ứng với khổ thơ thứ nhất, nói về những tín hiệu giao mùa. Khổ 2 tương ứng với khổ thơ thứ hai, đúng không ạ? Bức tranh thiên nhiên lúc giao mùa. Và từ những tín hiệu giao mùa, từ bức tranh thiên nhiên giao mùa thì gì ạ? Tác giả cũng có những suy nghĩ, cũng có những chiêm nghiệm, và điều đấy được thể hiện qua khổ thơ thứ ba, đúng không ạ? Khổ 3 những suy tư và chiêm nghiệm của nhà thơ. Cô giáo Thế Thu biết rằng chúng ta đang rất nóng lòng để có thể gì ạ, bước vào muốn bóc tách và phân tích từng khổ rồi, phải không nào? Thế bây giờ chúng ta sẽ đến phần 2 lớn, đó là phần đọc hiểu văn bản. Và phần này như tuần tự
trong cái phần phân chia bố cục thì cô giáo Thu sẽ đi phần 1 nhỏ, những tín hiệu giao mùa. Chúng mình cùng đọc lại khổ thơ 1 để phát hiện xem Hữu Thỉnh đã đưa ra những tín hiệu giao mùa nào nhé. Bỗng nhận ra hương ổi phả vào trong gió se, sương trùng trình qua ngõ, hình như Thu đã về. Chúng mình quan sát một chút thì có thể thấy rằng ở đây Hữu Thỉnh đã đưa ra, đúng không ạ? Chúng ta có thể nhìn vào những chỗ mà cô in đậm và chuyển sang màu vàng đây, thì chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? Những tín hiệu giao mùa, đó là hương ổi này, đó là gió se này, đó là sương này, đúng không ạ? Như vậy chúng ta có đầu tiên đó là những tín hiệu giao mùa, đúng không ạ? Tín hiệu này, tín hiệu này, tín hiệu giao mùa thì có gì ạ? Chúng ta có thể quan sát luôn, chỉ ra luôn cho cô nhá, cùng nhau chỉ nào. Hương ổi, đó là gió se, đó là sương, đúng ạ. Thế tại sao Hữu Thỉnh lại không đưa những cái hình ảnh khác mà lại chỉ đưa hương ổi, gió se và sương để nói về những tín hiệu khoảnh khắc giao mùa đầu tiên? Thì chúng mình có thể hiểu như sau. Chúng ta thấy rằng với Hữu Thỉnh, mùa thu được bắt đầu hết sức giản dị. Đó là hương ổi, đó là gió se. Và chúng ta có thể cảm nhận như là ở đồng bằng, đặc biệt ở miền Bắc ấy, thì cái cảm nhận mùa thu khi mà có những cái hương vị của ổi ấy, nó đến thật là rõ nét, rõ rệt. Và cái hương ổi này nó được quệ vào, một là cái hương ổi này rất đậm nhé, rất đậm, rất đặc. Nó được quệ vào với gió se, đúng không ạ? Nó được quệ vào cái gió se và nó phả thành từng luồng ấy, phả thành từng luồng. Và khi mà chúng ta gì ạ, ngửi cái hương đấy thôi, cái cảm giác đấy nó rất là khó quên. Cái hương vị đấy chúng ta ngửi một lần rất là khó quên. Thì ở đây đó, của Hữu Thỉnh đã đưa cái cảm nhận tinh tế của mình, đúng không ạ? Đưa cái cảm nhận tinh tế của mình để có thể thấy được những hình ảnh này, những hình ảnh này. Và chúng ta thấy rằng nhan đề của bài thơ nhá là sang thu. Đấy, nhan đề chúng ta lưu ý là sang thu. Nhan đề là sang thu. Đấy. Thế thì chúng ta gọi ra cái điều gì ạ? Sang thu ở đây có phải là đã chín thu, đã là giữa mùa thu không? Đã là cuối thu không? Mà sang thu ở đây chúng ta hiểu đó là mới chớm thu, đúng không ạ? Mới chớm thu. Mà chỉ mới chớm thu thôi mà Hữu Thỉnh có thể nhận ra toàn bộ những gì ạ? Những cái hình ảnh này, đó, những cái sự thay đổi này, thì chúng ta phải thấy rằng là gì ạ? Phải có cái nhìn đầy tinh tế. Phải tinh tế thì mới có thể cảm nhận được rõ nét nhất, đúng không ạ? Phải tinh tế thì mới có thể cảm nhận được. Nếu không tinh tế thì rất khó cảm nhận được cái điều này. Bởi lẽ nó chỉ mới chớm thu mà. Nó chỉ mới chớm thu, nó chưa phải là giữa mùa thu. Vậy thì tại sao Hữu Thỉnh lại đưa hình ảnh này, thì chúng ta sẽ cùng hiểu một chút như sau này. Sang thu ở đây như cô đã phân tích là mới chớm thu. Và lúc này mùa hè vẫn chưa hết. Đó, mùa thu tới thì nó có những cái tín hiệu đầu tiên. Và trước cái sự thay đổi đầy tinh vi ấy, phải có sự tinh tế, đúng không ạ? Nhạy cảm thì mới có thể cảm nhận được hết tất thảy những tín hiệu này, những tín hiệu này. Đó. Và chúng ta thấy rằng là viết về mùa thu, về những dấu hiệu mùa thu thì không ít những nhà thơ. Đấy, không ít nhà thơ viết. Ví dụ như trong đây mùa thu tới, đúng không ạ?
đây mùa thu tới thì chúng ta có thể cảm nhận được mùa thu với những dặn liễu, đúng không ạ? Điều hưu, đúng không nào? Trong bài, trong thơ của Xuân Diệu ấy, dặn liễu điều hưu đứng chịu tang, tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng, đúng không ạ? Thì hữu thỉnh chúng ta thấy rằng cái mùi hương đầu tiên quen thuộc nó phảng phất cộng với gió xe, đúng không ạ? Khô, lạnh, đúng không ạ? Đặc trưng của mùa thu ở miền Bắc. Thì chúng ta phải hiểu cái gió xe ở đây nó có những cái đặc trưng, đó là gì ạ? Khô này và lạnh này. Đấy. Đấy. Riêng ở miền Bắc nhá, đặc trưng của miền Bắc. Đấy. Thì đây chính là cái hình ảnh của gió xe như thế này. Tiếp theo hương ổi. Hương ổi chúng ta biết rằng ổi là một gì ạ? Đặc sản của dân tộc. Đấy. Và đây chính là đặc trưng riêng của mùa thu của gì ạ? Ở vùng quê đồng bằng ở Bắc Bộ ở Việt Nam. Và chúng ta có thể thấy rằng là cái mùi hương ấy nó không hòa quyện mà nó được phả, đúng không ạ? Nghĩa là cô đã nói rồi, từng cơn ấy, từng cơn nó phả vào, nó quyện vào ở trong gió. Như vậy nó, chúng ta thấy rằng là hữu thỉnh đã không tả một cách chi tiết, mà hữu thỉnh ở đây chỉ gợi thôi. Nhưng có thể gì ạ? Qua cái gợi đó, hữu thỉnh đã cho chúng ta một cái sự liên tưởng đầy thú vị, đúng không ạ? Chúng ta có thể cảm nhận, nhắm mắt lại, đúng không ạ? Để có thể cảm nhận cái sự liên tưởng đó. Đó là gì? Tại vườn tược quê nhà, những quả ổi chín vàng trên các cành cây kẽ lá đã tỏa ra hương thơm nức, và nó thoang thoảng trong gió như vậy. Và chỉ với cái từ phả thôi nhá. Đấy, hương ổi ở đây là hương ổi này. Chúng ta thấy rằng là gì ạ? Phả. Đấy, nó gợi ra cái đặc trưng. Từ phả nó gợi ra cái đặc trưng, đúng không ạ? Đặc trưng riêng của miền Bắc này, của mùa thu miền Bắc. Đó, từ phả nó gợi ra cái đặc trưng riêng như vậy. Và cái sở dĩ có từ phả này, bởi lẽ có hai lý do. Một là hương ổi nó rất đậm, và hai lý do thứ hai ấy, là do gió xe này. Gió nó xe, gió xe nó khô và lạnh khiến cho cái hương ổi này, đúng không nào? Nó phả vào và nó từng cơn nó gì ạ? Nó giống như là khi mà chúng ta thì chúng ta đứng gần này, đúng không ạ? Chúng ta đứng gần thì cái hương đấy nó gì nhỉ? Nó thoang thoảng, nó đến, nó rất là mạnh, đúng không ạ? Rất là mạnh. Và chúng ta thấy rằng khi mà hữu thỉnh nhận ra trong gió có hương ổi thì đây rõ ràng là cái sự cảm nhận đầy tinh tế giữa một người sống ở vùng quê. Và rõ ràng là nó không cầu kỳ, không hoa mỹ, mà hữu thỉnh đã đưa chúng ta, đúng không nào, đến mùa thu để cảm nhận mùa thu tại cái gì ạ? Cái vùng quê dân dã mà hết sức thi vị. Và ở đây chúng ta thấy rằng là hữu thỉnh đã phát hiện ra cái vẻ đẹp đáng yêu của mùa thu, đúng không ạ? Đấy, của mùa thu ở vùng đồng bằng ở Bắc Bộ. Và nếu như trong thơ ca cổ điển ấy, văn học trung đại, mùa thu thường hiện qua các hình ảnh như là gì ạ? Ngô đồng này, như là dặn liễu này, như lá vàng mơ phai và hoa cúc này, thì ở đây hữu thỉnh lại bắt đầu mùa thu bằng hương ổi. Chúng ta thấy rằng đây là một hình ảnh, một tứ thơ nó mới mẻ nhưng nó lại quen thuộc và gần gũi đối với mỗi người dân Việt Nam, như cô đã nói rồi, đúng không ạ? Và tại sao lại vậy? Vì hương ổi nó gắn liền với biết bao kỷ niệm thời thơ ấu, là cái mùi vị quê hương nó thấm đẫm trong tâm tưởng của nhà thơ. Cứ mỗi độ thu về thì nó lại trở thành một trong những cái nguyên nhân, một trong những cái tác nhân để gợi nhà thơ nhớ lại cái điều đấy. Và khi được hỏi thì hữu thỉnh đã có những cái tâm sự như sau.
Giữa trời đất mênh mang, giữa cái khoảnh khắc giao mùa kỳ lạ thì điều khiến cho tâm hồn tôi phải lay động, phải giật mình để nhận ra nó chính là hương ổi. Với tôi, thậm chí với nhiều người khác không làm thơ, thì mùi hương đó gợi nhớ đến tuổi ấu thơ, gợi nhớ đến buổi chiều vàng với một dòng sông thanh bình, một con đò lững lờ trôi, những đàn trâu bò nao cỏ giỡn đùa nhau và những đứa trẻ ẩn hiện trong triền ổi chín ven sông. Nó giống như mùi bò bãi, mùi con trẻ, hương ổi từ đó xốc thẳng vào những miền thơ ấu thân thiết trong tâm hồn chúng ta. Mùi hương đơn sơ ấy lại trở thành thứ quý giá vì nó đã trở thành chiếc chìa khóa vàng mở thẳng vào tâm hồn mỗi người, có khi là cả một thế hệ. Và chúng ta thấy rằng là cái hương ổi ấy hay là cái cơn gió ấy, đúng không ạ, là sứ giả của mùa thu. Nó đến khẽ khàng, khẽ đến mức chỉ một chút vô tình thôi là chúng ta cũng không hề biết có sự tồn tại của nó. Và có thể nói trước Hữu Thỉnh thì có không ít nhà thơ viết về mùa thu, nhưng đây là một phát hiện tinh tế của một hồn thơ xứ sở. Và Sương, chúng ta lại quan sát tiếp Sương. Sương ở đây, sương trùng trình qua ngõ, không phải là cái màn sương dày đặc mù mịt như trong câu ca dao quen thuộc miêu tả cảnh Hồ Tây, như là gì ạ, mịt mù khói tỏa làn sương. Nó không giống như là nhà thơ Quang Dũng đã viết trong bài thơ Tây Tiến, đó là gì ạ, xài khao sương lấp đoàn quân mỏi. Mà ở đây Hữu Thỉnh nói rằng sương trùng trình qua ngõ. Chúng ta thấy rằng sương trùng trình qua ngõ gợi ra trước mắt chúng ta một cái màn sương khá là mỏng manh, đúng không ạ? Sương ở đây nó mỏng này, đúng không ạ? Nó mỏng, đúng không ạ? Đấy. Nó răng màn khắp đường ngõ xóm thôn quê, nó rất là mỏng nhá, nó mỏng và phải tinh tế mới có thể nhận ra cái điều đấy. Và chúng ta thấy rằng chính cái màn sương ấy, nó đã làm cho cái không khí thu trở nên mát mẻ hơn, cảnh thu nó thơ mộng hơn, nó huyền ảo hơn, nó thong thả hơn, và chúng ta gợi ra một cái sự bình yên ở đây. Sương trùng trình, chúng ta thấy trùng trình là cái từ để chỉ đặc điểm của con người, đúng không ạ? Diễn tả đặc điểm của con người. Thế mà Hữu Thỉnh lại sử dụng từ trùng trình để diễn tả màn sương. Thì ở đây tác giả đã sử dụng cái bút pháp nghệ thuật đó là nhân hóa, đúng không ạ? Để khiến cho cái màn sương thu ấy như mang tâm trạng của con người. Sương nó đang chờ đợi ai hay đang lưu luyến cái điều gì? Và cái câu thơ này nó lắng đọng, nó tạo ra cái cảm xúc mơ hồ đan xen rất là nhiều những cái tâm trạng khác nhau của con người. Và ở đây chúng ta thấy rằng là bằng khá là nhiều những giác quan như khứu giác này, như xúc giác và cả thị giác nữa, thì Hữu Thỉnh đã cảm nhận được những nét đặc trưng của mùa thu đều hiện diện lên một cách rất rõ nét. Ở đây có những gì ạ? Có hương ổi này, có gió xe này, và có cả sương nữa. Rõ ràng mùa thu đã về trên quê hương, vậy mà Hữu Thỉnh lại gì ạ? Lại hết sức dè dặt, đúng không? Hết sức dè dặt khi sử dụng hình xúc từ là hình như, đúng không ạ? Hình như. Thế là câu hỏi tại sao nhà thơ lại sử dụng từ hình như mà không sử dụng từ chắc chắn? Tại sao lại hình như mà không phải là chắc chắn? Chúng ta thấy rằng là sử dụng từ hình như ở đây nó gợi ra người ta một cái gì đấy nó chưa chắc chắn, chưa cụ thể, một chút gì đấy gì ạ? Nghi hoặc, bâng khuâng và chưa rõ ràng. Nghi hoặc, còn nghi hoặc, ngờ vực một chút, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng đây là một cái trạng thái cảm xúc của nhà thơ lúc giao mùa thu đến, nó nhẹ nhàng quá, nó mơ hồ quá. Và đằng sau không gian làng quê sang thu, ta cảm nhận được một cái tâm hồn đầy nhạy cảm của một tình yêu thiên nhiên, một cái tình yêu cuộc sống. Mà phải có tình yêu thì mới có thể cảm nhận được tinh tế hết thảy những cái diễn biến, những cái đổi thay của thời khắc, của đất trời lúc giao mùa như vậy. Toliha.vn và thầy giáo Hữu Thỉnh xin chào các con. Hôm nay Toliha.vn và thầy giáo Hữu Thỉnh sẽ cùng các con tìm hiểu về một hiện tượng rất thú vị. Đây là một hiện tượng mà đánh dấu cho việc khởi mào của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai. Đó là việc từ cái hiện tượng này mà người ta đã chế tạo ra được máy phát điện xoay chiều. Rồi sau đó thì ứng dụng vào cái dòng điện xoay chiều thì nó có đặc điểm nó khác hẳn dòng một chiều. Đó là dòng một chiều không thể truyền tải đi xa được. Nhưng mà dòng xoay chiều thì hoàn toàn có thể truyền tải đi xa. Và do đó mọi nơi
mọi khu đều có điện. Và khi có điện thì người ta bắt đầu tìm ra các dụng cụ để ứng dụng, sử dụng cái nguồn năng lượng điện này. Do đó thì cái việc mà ra đời của quạt điện, rồi đến tivi, rồi bóng đèn điện cải tiến các thế hệ, và nó dẫn đến những con người nổi tiếng với hàng nghìn phát minh như là Edison. Đấy là đánh dấu của cách mạng này. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đi vào kiến thức của bài hôm nay. Đầu tiên thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái nó gắn với nhiều người. Đôi khi những trẻ em ở một số vùng sâu, vùng xa nghèo thì chúng ta cái xe đạp nó bỏ đi một cái option quan trọng, đó là cái bóng đèn ở phía đằng trước. Thế còn cái xe đạp mà nó đầy đủ thì ở phía trước xe đạp nó có một cái bộ phận để tạo ra và đồng thời để làm cho cái bóng đèn của cái xe đạp, không phải xe đạp điện đâu nha, nó phát sáng. Thì cái đấy người ta gọi là dynamo. Và sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của dynamo. Thứ nhất, cái dynamo nó có hình dạng như trên. Nhưng tất nhiên ở đây cái dynamo thầy đã vẽ cái mặt cắt để chúng ta quan sát được các hiện tượng bên trong. Thực ra ở nhà thầy cũng có một cái dynamo và thầy rất khó khăn trong cái việc tháo nó, bởi vì thầy không muốn làm hỏng nó, chứ còn cố tình cắt ra thì ok. Thế nhưng mà thực ra thì dynamo nó sẽ có cấu tạo gồm những bộ phận như trên hình vẽ. Thứ nhất là trong cái dynamo có một bộ phận rất quan trọng, đó chính là nam châm. Nam châm này được gắn với một cái trục quay, rồi gắn với một cái núm xoay ở phía trên. Cái núm ở trên này sau đó thì sẽ được, khi mà muốn cho cái dynamo phát điện, người ta sẽ tì cái núm này vào phần cái lốp xe, vào cái phần cao su của cái lốp xe. Đây, và có một cái phần, đây là một cái thanh sắt non. Và phía dưới này, đây là núm này, trục quay này. Rồi, đây là cuộn dây này. Và cuối cùng, chúng ta có một bóng đèn. Bóng đèn. Thế nhắc lại về cấu tạo và hoạt động của dynamo xe đạp thì nó gồm có là nam châm, sắt non. Đây, nam châm đây này, sắt non này, núm này. Đây là trục quay. Trục quay để dẫn chuyển động quay từ trên này xuống cái nam châm ở phía dưới. Và dưới này, cái thanh sắt non này được quấn cuộn dây ở xung quanh, cuộn dây. Và cuộn dây này có hai đầu được thò ra và được hàn với hai đầu của cái bóng đèn. Bóng đèn sợi đốt bình thường. Đó, và cấu tạo. Và khi hoạt động, muốn cái dynamo hoạt động thì người ta tiến hành tì cái dynamo này, cái núm quay này vào cái lốp xe. Và khi ta đạp xe thì lốp xe quay, thì đồng thời núm này nó cũng quay. Núm này quay thì làm nam châm quay thì phát ra điện. Và sau đây chúng ta cùng quan sát lại một lần nữa hoạt động của dynamo xe đạp. Đó. Như chúng ta cùng thấy ở đây, hình bên này là thầy đã zoom lên cho các con cùng nhìn. Thì khi mà cái lốp xe được tì vào cái núm quay này, thì khi ta đạp xe thì núm xe sẽ quay. Núm xe sẽ quay thì nam châm ở trong này, cái trục quay nó dẫn chuyển động xuống đây. Và nam châm trong này cũng sẽ quay. Nam châm trong này sẽ quay thì như vậy cuộn dây trên này nối ra đây và có điện. Ta nhìn đây, trục quay, nam châm, loại sắt non, cuộn dây và bóng đèn sáng. Bóng đèn sáng. Vậy ở đây thì kết luận lại là nếu người ta hỏi bộ phận chính của dynamo xe đạp gồm có cái gì, thì tất nhiên câu trả lời đó chính là nam châm và cuộn dây. Nam châm và cuộn dây, đây là hai bộ phận chính để tạo ra cái gọi là dòng điện thắp sáng bóng đèn của xe đạp. Ngoài ra thì chúng ta kể đến một số bộ phận khác như là núm trục rồi vân vân, lớp vỏ rồi dây dẫn điện, bỏ qua cái đó, ta chỉ nói về cái bộ phận chính của dynamo. Và nói về cái dynamo này thì thầy có một kỷ niệm thời thầy làm sinh viên năm thứ tư, cũng từ lâu lắm rồi, từ năm chín mấy, hồi đấy làm sinh viên năm đại học. Và thầy có được học một môn, đó là môn thực hành phương pháp giảng dạy vật lý của phó giáo sư Tạ Chí Phương, hồi đấy thầy làm trưởng khoa. Và cá nhân mỗi sinh viên thì gặp mặt trưởng khoa thì tương đối là bị sợ, bị ngại, và tớ cũng không nằm ngoài khả năng. Và có một bọn sinh viên, cái nhóm mà làm thí nghiệm trước cái bài mà đo thành phần nằm ngang của từ trường cháy đất, đã bị thầy giáo hỏi một câu rất sốc, đó là tại sao trái đất có từ trường. Câu hỏi rất thú vị. Ai cũng biết rằng xung quanh có trái đất có từ trường, bằng chứng là nếu ta để kim la bàn thì nó chỉ hướng bắc nam. Nhưng vấn đề là tại sao trái đất có từ trường. Ui, khiến bọn tớ bị sốc điện. Và hồi đó, sau đó thì bọn tớ tìm thấy là các câu hỏi trả lời khác nhau. Đầu tiên thì người ta giả thiết rằng là trên trái đất, phía tầng trên kia thì có tầng điện ly, thì về nguyên tắc khi trái đất quay thì nó có thể tạo ra từ trường. Xong đó giả thiết đấy thì bị bỏ đi, bởi vì tầng trên đó có bao nhiêu ion dương thì cũng có bấy nhiêu ion âm, và ngược nhau thì tạo ra dòng điện triệt tiêu. Như vậy điều đấy không thể.
Vậy khả năng thứ hai người ta nghĩ đến, à, trái đất có thể là có một cái mỏ nam châm khổng lồ, kiểu như là vật liệu sắt tử ấy. Nhưng mà sau đó thì bằng các kiến thức vật lý ta biết rằng là vật liệu sắt tử mà nếu ở trong lòng trái đất chẳng hạn, thì dưới cái nhiệt độ mà càng trái đất vào trong thì càng cao, và cao hơn cái nhiệt độ mà người ta gọi là nhiệt độ Curie thì cũng từ trường cũng không còn. Và mặt khác thì các cái vật liệu sắt tử hay oxit sắt nó không thể phân bố khắp trên trái đất mà đều để tạo thành một nam châm khổng lồ như thế được. À, vậy thì cuối cùng sau này phải đợi đến khi người ta biết về cấu tạo của trái đất. Trái đất có một lõi ở trong là rắn, bên ngoài là một lớp phủ nhớt, xong thì đến lỏng, xong thì đến một cái lớp trên cái vỏ trái đất trên cùng của chúng ta này. Thì bản thân bên trong chất lỏng ở trong đó thì nó chuyển động với vận tốc góc khác nhau, rồi cuối cùng nó tạo ra một cái dòng điện, bởi vì trong đó nó ở trạng thái plasma là dạng các hạt mang điện. Và các em sẽ đọc kỹ hơn nếu các em gõ Google từ khóa là lý thuyết về dynamo, về từ trường trái đất. Thầy nhắc lại nhé, dynamo. Trái đất chúng ta tự nó như một cái cục dynamo lớn, tự nó phát ra dòng điện, và cuối cùng chính dòng điện trong lòng trái đất đó nó tạo ra từ trường. Quay trở về bài tiếp theo, thì bây giờ chúng ta nhìn như thế này, hoạt động của dynamo xe đạp như thế nào? Thì ta thấy rằng khi ta đạp xe thì núm dynamo quay thì nam châm trong dynamo quay, nam châm dynamo quay thì trong cuộn dây có dòng điện và đèn sáng. Ok. Vậy thì từ đây ta đặt ra nảy sinh một vấn đề như sau, liệu có phải nhờ nam châm mà tạo ra được dòng điện hay không? Liệu có phải nhờ nam châm mà tạo được dòng điện hay không? Rõ ràng thấy rằng nam châm quay thì đèn sáng, nam châm đứng yên thì đèn không sáng. Vậy câu trả lời là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở phần tiếp theo, phần số 2. Chúng ta thử xem nam châm có tạo ra dòng điện không? Và chúng ta sẽ dùng cả hai loại nam châm luôn. Một là nam châm vĩnh cửu và hai là nam châm điện. Ở phần thí nghiệm đầu tiên, chúng ta sẽ có cái mô hình thí nghiệm như hình vẽ như trên slide, và chúng ta dùng nam châm vĩnh cửu. Đây. Ở đây là cuộn dây gồm rất nhiều vòng, để tiện thì thầy vẽ nó hơi rộng cho chúng ta dễ nhìn thôi. Còn thực ra một cái cuộn dây và rất nhiều vòng, đủ làm sao để cho hai bóng đèn này sáng. Hai bóng đèn này thầy chọn chính là hai bóng đèn sợi đốt, hai bóng đèn này bóng đèn LED. Đèn LED có đặc điểm là nếu dòng điện mà cực bóng đèn bên này, nếu cực dương mà gắn vào đây thì đèn này sáng. Nhưng mà nếu cực dương mà gắn vào đèn này thì đèn này sáng. Và hai bóng đèn này đấu đảo cực với nhau. Để ta xem chiều dòng điện trong này như thế nào. Được không nhỉ? Nếu chiều dòng điện đây là dương thì đây là dương thì đèn này sáng. Còn nếu đây là dương, đây là âm thì đèn này tắt và đèn này sáng. Bóng đèn LED có tác dụng như vậy. Đầu tiên, để nam châm và cuộn dây này đứng im thì ta thấy rằng hai đèn đều không sáng. Và bây giờ thầy sẽ đưa cái nam châm lại gần. Ta xem hiện tượng gì xảy ra nhé. Nào. Wow. Bóng đèn này sáng rồi. Và khi dừng nam châm lại thì đèn này lại tắt. Và vừa rồi ta thấy đèn này sáng, đèn này không sáng. Vậy thì dương đang gắn vào đây. Như vậy khi đưa vào thì dương là đây. Được không nhỉ? Đó. Và bây giờ thì ta lại cho nam châm đi ra. Wow, đưa nam châm đi ra. Trong lúc đưa nam châm đi ra thì bóng đèn này sáng. Và khi dừng lại thì cả hai bóng đèn lại tắt. Như vậy thì đưa vào thì đây là dương, đi ra thì đây là dương. À. Đặt nam châm đứng yên, tất nhiên không có gì. Và bây giờ chúng ta quan sát xem, lặp lại thí nghiệm với vận tốc lớn hơn, với tốc độ lớn hơn, ta thử xem như thế nào. Nào, bây chúng ta cùng quan sát thí nghiệm. Trời, sáng hơn lúc nãy rồi. Rút ra nào, cũng sáng hơn lúc nãy rồi. Vậy với tốc độ rút ra, đưa vào lại gần rồi đưa ra xa nhanh hơn, thì hai bóng đèn này ta thấy rằng lớn hơn. Như vậy cường độ dòng điện là lớn hơn. Câu hỏi số 2, trong thí nghiệm trên nếu để nam châm đứng yên và cho hai cuộn dây dịch chuyển lại gần hay ra xa nam châm thì trong cuộn dây có xuất hiện dòng điện hay không? Thì tất nhiên ở lớp 6 rồi lớp 8 chúng ta học rồi, chúng ta đều biết cái tính tương đối của chuyển động. Thì đưa cuộn dây đứng im rồi nam châm lại gần, hoặc là nam châm đứng im đưa cuộn dây lại gần, tức là có sự chuyển động tương đối với nhau, thì lúc nãy ta thấy dòng điện có, cường độ dòng điện là nó trong cuộn dây là có. Thì tất nhiên đáp án ở đây sẽ là có dòng điện. Có dòng điện.
Và đến đây ta có thể đưa ra nhận xét đầu tiên, nhận xét thứ nhất. Đó là dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi đưa một cực của nam châm lại gần hay ra xa đầu cuộn dây đó, hoặc ngược lại. Đây. Khi ta đưa một cực của nam châm lại gần hay ra xa cuộn dây đó, hoặc ngược lại, tức là đưa cuộn dây ra lại gần hoặc ra xa, thì đều có dòng điện. Còn tất nhiên khi nam châm và cuộn dây đứng im, tức là không chuyển động tương đối so với nhau, thì giữa chúng không chuyển động tương đối so với nhau, thì trong cuộn dây không có dòng điện. Không có dòng điện. Bây ta kiểm chứng một lần nữa xem dùng nam châm điện xem thế nào nhé. Và chúng ta có sơ đồ thí nghiệm như sau. Đây là một nam châm điện, ở đây có một lõi sắt non, và đây có một vòng dây tương tự như lúc nãy, và khoảng cách giữa chúng nó là để cố định như thế này. Và đây là khóa K được gắn với nguồn. Như vậy nam châm điện này sẽ hoạt động khi khóa K đóng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến hành thí nghiệm xem là hiện tượng gì xảy ra nhé. Đây chúng ta vẫn dùng bóng đèn LED. Nào, đóng khóa K một cái. Quan sát lại. Đóng khóa K một cái thì bóng đèn bên này sáng, bóng đèn LED bên tay trái sáng. Ta xem lại. Đóng khóa K thì bóng đèn LED bên này sáng. Bây giờ khi mà dòng điện ổn định rồi thì bóng điện này lại không sáng nữa, chả bóng nào sáng cả. Tại sao vậy? Khi đóng khóa K thì như vậy cường độ dòng điện qua đây tăng lên, từ trường qua đây mạnh lên. Từ trường qua đây mạnh lên thì bên này có dòng điện. Tiếp tục này. Bây giờ ta ngắt khóa K. Ngắt này. À, ô lạ nhỉ. Ngắt một cái thì bóng bên này lại sáng, bóng bên này không. Như vậy bóng này sáng, tức là cực dương lại về phía này mất rồi. Đấy, chúng ta ngắt lại. Wow, ngắt thì bên này sáng, đóng thì bên này sáng. À. Vậy từ cái thí nghiệm vừa rồi với nam châm điện, ta có kết luận như sau. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín trong thời gian đóng và ngắt mạch của nam châm điện. Đấy, chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian gì? Đóng hoặc ngắt mạch của nam châm điện, tức là trong khoảng thời gian từ trường của nam châm điện này biến thiên. Bởi vì khi ta cấp dòng điện vào thì Y tăng lên, tăng lên đến khi ổn định. Y tăng lên thì như vậy từ trường tăng lên, mạnh dần lên. Còn khi ta ngắt khóa K thì như vậy dòng điện bị ngắt đi, tức là giảm đi, từ trường nó mất đi, giảm dần về không. Thì trong trường hợp đó thì thời gian từ trường mà biến thiên thì có dòng điện, có dòng điện trong cuộn dây dẫn kín. Cái hiện tượng như chúng ta vừa quan sát ấy, thì người ta gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ. Đây, hiện tượng mà dòng điện xuất hiện trong các thí nghiệm trên, thí nghiệm vừa rồi ấy, đó, thì chúng ta gọi là dòng điện cảm ứng. Cảm ứng. Và hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng thì chúng ta gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ. Nào, chúng ta cùng nhắc lại. Khi cho một nam châm tịnh tiến lại gần một ống dây hoặc ra xa ống dây, hoặc nói cách khác là cho một cái nam châm và một ống dây thay đổi vị trí so với nhau, lại gần hoặc ra xa nhau, thì trong ống dây, trong cuộn dây xuất hiện một cái dòng điện, và dòng điện đấy gọi là dòng điện cảm ứng. Được không nhỉ? Tương tự như vậy, khi chúng ta đóng hoặc ngắt mạch của một cái nam châm điện thì lúc này từ trường trong cái nam châm điện biến thiên, thì trong cuộn dây đặt bên cạnh cũng xuất hiện dòng điện, gọi là dòng điện cảm ứng. Cảm ứng. Và hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng này thì chúng ta gọi nó là hiện tượng cảm ứng điện từ.